Khi mấy chục đạo kiếm nguyên cuối cùng tràn vào trên thân kiếm, lập tức bị kim sắc điện mang phân giải quấn quanh thôn phệ, giữa không trung cao đột nhiên truyền đến thanh âm lộng. Nguy rồi, trong lòng hàn lập co lại, cả kinh kêu lên, hắn vừa dứt lời, vạn kiếm thiết khoán lơ lửng trên bầu trời, bên trong vết dạn vả ra trói mắt kim quang, mắt thấy muốn sụp đổ rồi. Đã có vết xe đổ hùng sơn, hàn lập biết rõ hậu quả một khi thiết khoán sụp đổ, vội vàng cuốn tay áo, muốn lôi thanh trúc phong vân kiếm khỏi tế đàn, viễn độn ly khai nhưng mà pháp lực của hắn chấn động vừa mới chạm đến bổn mạng phi kiếm của mình thì trên thân kiếm liền có một đạo kiếm khí hỗn tạp bàng bạc bạo xả ra điện quang đánh tay áo hắn nát bấy thân thể của hắn cũng theo đó cảm thấy một hồi chết lặng trong lúc nhất thời vô pháp nhúc nhích nhưng vào lúc này trong vòng tay chữ vật trên cổ tay hắn bỗng nhiên lóe lên bạch quang một khối ngọc bài cổ quái hình dài nhỏ lớn cỡ lòng bàn tay từ đó bay ra bay thẳng đến vạn kiếm thiết khoán cái đó là ánh mắt hàn lập ngưng tụ Nhìn về phía vật kia, nghi ngờ nói: "Bất quá, rất nhanh hắn cũng nhớ tới xuất xứ vật kia, đúng là lấy được từ vị trưởng lão Thánh Khôi môn Tề Hành. Thời điểm năm đó giao chiến với hắn, Tề Hành đã từng sử dụng qua Thất Sát kiếm trận từ Vô Sinh kiếm tông, như thế xem ra ngọc bài cổ quái kia rất có thể là vật của Vô Sinh kiếm tông." Hàn Lập kinh ngạc thấy trên khối ngọc bài kia bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, trở nên thông thấu vô cùng, trong đó có bộ phận kim sắc quang tia ngưng tụ thành bốn chữ cổ truyện nhỏ: "Vô Sinh kiếm đảm" sau khi chữ vàng hiển hiện hào quang trên ngọc bài màu trắng kia cùng vạn kiếm thiết khoán tương hợp dần dần hòa thành một thể chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn bên trong thiên mạc phía trên tế đàn ánh sáng đột nhiên tối đi một mảnh mây đen dày đặc không biết từ chỗ nào ập đến che phủ bên trong hào quang tím xanh liên tiếp chấp động truyền đến trận trận tiếng sấm liên tục trên tám cây trụ lớn bàn long hai mắt tám khỏa đầu rồng bỗng nhiên lóe lên kim quang phảng phất như sống lại tán phát ra trận trận khí diễm ngập trời phảng phất sau một khắc muốn từ tám cây trụ lớn phi thăng lên. Ngay sau đó, tám cái miệng rồng nhao nhao mở ra, phun ra cuồn cuộn xích diễm vào giữa tế đàn, mảng lớn liệt diễm giao hội giữa không trung, biến thành một mảnh biển lửa phiên cồn không ngớt. Hàn Lập thấy thế, thân thể vừa mới khôi phục chi giác, liền lập tức lách mình ra, đứng ở bên ngoài tế đàn. Trong biển lửa hừng hực liệt diễm phiên cồn chút xuống, lập tức nuốt trọn tế đàn vào. Cùng lúc đó, giữa không trung cao truyền đến một tiếng sét rung trời, một đạo lôi tím xanh từ trong mây đen rủ xuống, bao phủ hỏa diễm rừng rực bên trong, thật lâu không ngừng. Bên trong điện quang liệt diễm, đã nhìn không thấy thanh trúc phong vân kiếm, thần thức cũng hoàn toàn không cách nào thẩm thấu vào được. Dung luyện vạn kiếm đúc kiếm lô, đến tận đây mới chính thức hình thành. Ánh mắt hàn lập phức tạp, lơ lửng giữa trời ở phía xa, ngồi xuống, ngưng thần nhìn về phía trong đó. Thời gian nhoáng một cái đã ba ngày sau, trên tám cây trụ lớn bàn long xung quanh tế đàn, tám khỏa đầu rồng vẫn đang mở miệng lớn phun xích diễm cuồn cuộn về phía tế đàn biển lửa bao phủ toàn bộ tế đàn so với ba ngày trước càng gia tăng thêm vài phần giữa không trung một đạo thác lôi tím xanh vẫn đang từ trong mây đen rủ xuống đánh vào trong hỏa diễm rừng rực phạm vi so với trước càng lớn thêm không ít hàn lập đứng gần biển lửa khí sắc bình thản vết thương khi trước chiến đấu đã hồi phục chỉ là thần sắc ẩn ẩn có chút lo lắng lần này luyện kiếm vậy mà hao tốn thời gian dài như thế hoàn toàn thoát ly sự khống chế của hắn, muốn tiến độ nhanh hơn cũng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể đợi ở một bên, may mắn mấy người huyết hàn một mực không có xuất hiện. Bên trong đạo quan phía dưới, một hắc y thiếu nữ xinh đẹp đang đứng ở nơi này, đúng là lục vũ tình, chẳng biết đã tới chỗ này từ lúc nào. Nàng nhàn nhã qua lại trong đạo quan như dạo chơi, khi thì ngừng chân trước một gian lầu các cỗ nát, khi thì ngồi xổm trước một giếng cạn sớm đã bỏ đầy cỏ xỉ rêu. Đôi mắt đẹp của nàng thỉnh thoảng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mang theo vài phần mờ mịt, còn có mấy phần mê ly không cách nào nói rõ. chương 441, một kiếm khuấy vòng trời. Lục vũ tình nhẹ bước liên tục, cuối cùng dừng chân ở trong đạo quán tổ sư đường. Nhìn từng cái bài vị phía trước, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu, thần tình thoạt nhìn có chút ngẩn ngơ. Vào thời khắc này, một tiếng ầm ầm rất lớn từ giữa không trung chuyển đến, như tiếng sét đánh vậy. Thân thể mềm mại của lục vũ tình run lên một cái, mắt khôi phục vài phần tỉnh táo, vội vàng đi ra khỏi đạo quán, nhìn lên không trung. Chỉ thấy thanh quang trói mắt từ trong biển lửa giữa không trung vọt lên, hình thành một cột sáng màu xanh, sông thẳng lên trời. Kiếm khí vô cùng to lớn từ trong cột sáng màu xanh tản ra, biển lửa nhất thời rừng rực lên, sấm sét từ giữa không trung đánh xuống cũng bị kiếm khí ảnh hưởng có chút hỗn loạn. Trước biển lửa, mắt hàn lập sáng lên, không đợi hắn làm cái gì, một tiếng ầm vang thật lớn, lại là một đạo cột sáng màu xanh từ trong biển lửa vọt lên, tản mát ra sóng kiếm khí đáng sợ. Ngay sau đó, một đạo rồi tiếp một đạo cột sáng màu xanh phóng lên. Trong giây lát, 72 cột sáng màu xanh không biết từ đâu hiện ra, tản mát ra dao động kiếm khí đáng sợ, đan vào nhau giữa không chung. Biển lửa đỏ thấm phẳng phất chỉ như một ngọn lửa trong cơn cuồng phong, dễ dàng bị cỗ dao động kiếm khí này dập tắt, tản đi khắp nơi, lộ ra tế đàn đá trắng ở bên trong. Mây đen giữa không trung cũng bị 72 đạo kiếm khí ngập trời xoắn nát, tiêu tán vô tung. Kiếm khí hùng vĩ giấy lên thành một cơn lốc ngập trời, Lớp sóng khí cuồn cuộn quét ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, tay bấm niệm pháp quyết, trên người nhất thời nổi lên tinh quang dày đặc, sau đó chợt cứng lại, hóa thành một lớp tinh màng tinh quang, chính là chân cực chi mô. Lớp màng này vừa mới hình thành, tầng sóng khí cuồn cuộn liền ầm ầm ập tới, bao phủ toàn bộ thân hình Hàn Lập vào trong đó. Cùng lúc đó, chân cực chi mô bao trùm bên ngoài thân vừa rồi chớp chớp quang mang, phát ra tiếng đùng đùng. Chỉ thấy mặc cho những cơn sóng khí này to lớn, hùng vĩ như thế nào thì thân ảnh hàn lập thủy chung vẫn sừng sững bất động thậm chí còn không hề liếc mắt nhìn chúng đôi mắt hắn vẫn đang tập trung nhìn chằm chằm tế đàn đá bạch cơn lốc cuốn qua rừng rậm phía dưới núi đều ở trong cơn lốc hóa thành bột phấn mặt đất cũng bị cạo một lớp trở nên vô cùng bằng phẳng đạo quán kia cũng bị cơn lốc lan đến cấm chế chung quanh đạo quán đều đã bị hùng sơn phá giải mắt thấy cũng sẽ bị cơn lốc này cuộn qua tàn phá nhưng vào lúc này lục phú tình khẽ kêu một tiếng thanh quang lóe lên trong tay hiện ra một cái quạt lông màu xanh, nàng trượt vung lên. Một cơn cuồng phong màu xanh từ quạt lông tuôn ra, hình thành một cột lốc xoáy màu xanh, bao phủ đạo quán vào bên trong. Cơn lốc giữa không trung cuốn xuống dù đã yếu gì không ít nhưng vẫn đánh cho cột lốc xoáy màu xanh liên tục rung động. Sắc mặt lục vũ tình nhợt nhạt, bỗng nhiên nàng cắn đầu lưỡi, há mồm phun ra một đạo huyết quang nhập vào trong quạt lông. Quạt lông màu xanh tỏa linh quang rực rỡ, từng cái lông vũ phía trên quạt tựa như chim công xòe đuôi đều mở rộng ra, sau đó liên tiếp tiếng xé gió xẹt xẹt bên trong, ào ào bắn ra dung nhập vào bên trong cột lốc xoáy màu xanh. Cột lốc xoáy nhất thời tỏa ra thanh quang rực rỡ, so với trước còn phồng lớn hơn nhiều, cũng theo đó ổn định lại. Cơn sóng khí rất nhanh quét qua, sau đó dần dần tan đi. Cả ngọn núi lớn không ngừng rung lắc, vô số tảng đá lớn nhỏ ào ào rơi xuống, giống như một cơn mưa đá vậy. Một lát sau, cột lốc xoáy màu xanh chung quanh đạo quán tiêu tán, lộ ra đạo quán ở bên trong không hề bị tổn hại. Lục Phú Tình thở dốc một hồi, ngược hơi phập phồng nhưng thần sắc lại có chút bình tĩnh. Nàng lật tay lấy ra một viên đan dược phục dụng, mắt nhìn lên không trung. Dị tượng biển lửa sấm sét giữa không trung trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại một tế đàn màu trắng đang lơ lửng. Trong tế đàn là một vòng thanh quang chói mắt to khoảng mười mấy trượng, giống như một vầng thái dương màu xanh, khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng vào được. Hàn Lập thấy màn này, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhịn không được tiến lên trước một bước vào thời khắc này vầng thái dương màu xanh đột nhiên tỏa hào quang sáng rực rồi nổ tung ra toát ra từng đạo thanh quang cực kỳ lóa mắt mỗi một đạo thanh quang đều là một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai tế đàn màu trắng lập tức bị vô số kiếm khí xuyên thủng trong nháy mắt bị khuấy vỡ ầm ầm tan vỡ hóa thành vô số mảnh nhỏ phiêu tán đi tám cái trụ bàn long lớn ở trung quan cũng không thể tránh được kết cục này bị vô số kiếm khí xuyên thủng hóa thành mảnh vụn kim loại bay khắp bầu trời thần tình hàn lập đột nhiên biến đổi thân hình bắn ngược trở lại tay áo vung lên hắc quang lóe lên trọng thủy chân luân hiện ra trước người hóa thành một tầng thủy mạc màu đen rất dày cao mấy trượng ngăn trước người tuy hắn lùi lại nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi những kiếm khí còn nhanh hơn này vừa mới bay được một đoạn ngắn liền bị đuổi kịp từng đạo kiếm khí đánh vào trọng thủy chân luân chân luân nhất thời dung mạnh phát ra vô số tiếng kim loại va chạm hắc quang trên bề mặt liên tục lập lòe một mảng lớn thủy quang bị xé rách ra, thủy mạc màu đen nhanh chóng trở nên mỏng manh. Hàn lập thúc dục pháp quyết cực nhanh, bên ngoài thân vừa vang lên tiếng sấm, tức thì tốc độ bắn ngược lại tăng nhanh, lóe lên một cái đã bay ra ngoài mười mấy dặm. Kiếm khí màu xanh chỉ bay thêm một đoạn nữa, chợt tiêu tán. Hàn lập thấy cảnh này, sắc mặt hơi thả lỏng một chút, đợi một lúc thấy không còn kiếm khí bay vụt theo, hắn liền phất tay thu trọng thủy chân luân vào. Lúc này, vầng mặt trời màu xanh ở xa xa lóe lên hai cái, Thanh quang tản ra yếu đi cực nhanh, rồi mau chóng tiêu tán hết. 72 thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng ở giữa không trung, đang lặng yên thành hình một vòng tròn. Mắt Hàn Lập sáng lên, thân hình thoát một cái biến mất, sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh vòng tròn kiếm màu xanh. Lần này sau khi được tế luyện thì ngoại hình thanh trúc phong vân kiếm không có biến hóa quá lớn, thân kiếm trở nên óng ánh, gần như thành trong suốt như ngọc, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có luồng khí màu xanh như ẩn như hiện đang chảy. Sóng linh lực vô cùng to lớn từ trong phi kiếm tản ra, khiến cho thiên địa linh khí gần đó cũng rung động theo, lấy 72 thanh phi kiếm làm trung tâm, mơ hồ hình thành một vòng xoáy linh lực cực lớn. Tựa hồ cảm ứng được Hàn Lập xuất hiện, 72 thanh phi kiếm chợt mở đi, rồi biến thành 72 đạo thanh quang, như một con thanh long, chợt lóe lên rồi chui vào trong đan điền của hắn. Hàn lập giật này mình nhưng chợt cảm ứng được 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm vẫn nhẹ nhàng trôi nổi trong đan điền mà không có dị động gì nên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi phi kiếm vào trong cơ thể, hắn cảm ứng tình trạng thanh trúc phong vân kiếm càng thêm rõ ràng. Lần này sau khi tế luyện, hấp thu vạn cổ kiếm nguyên, dĩ nhiên thanh trúc phong vân kiếm phát sinh biến hóa cực lớn, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Nếu bàn về tổng số linh lực ẩn chứa bên trong, chỉ cần một thanh thanh trúc phong vân kiếm cũng vượt xa vài món tiên khí hắn có trong tay, thậm chí trọng thủy chân luân được hắn khổ tâm tế luyện cũng vẫn kém hơn. Tuy nhiên, có thể là vì linh lực bên trong thanh trúc phong vân kiếm thu nạp rất nhiều kiếm nguyên cho nên những linh lực này có chút tán loạn. Lần trước trong thiên phong tụ linh kiếm trận ở thiên kiếm phong, loại tình huống sau khi thu nạp kiếm nguyên phi kiếm này đã từng xuất hiện, cho nên Hàn Lập cũng không lo lắng. Hắn quan sát 72 thanh phi kiếm trong đan điền, tâm niệm phong tỏa một thanh phi kiếm, rồi phất một tay lên. Nhưng thấy thanh quang trên thân thanh phi kiếm màu xanh liên tục lập lòe mấy cái, rồi nó mới hiện ra hàn lập nhíu mày lại thao túng phi kiếm tựa hồ không thuận buồm xuôi gió như lần trước có cảm giác nặng nề chậm chạp như múa một thanh kiếm nặng hắn cũng không để ý nhiều uy năng thanh trúc phong vân kiếm tăng nhiều như vậy xuất hiện loại tình huống này cũng hợp tình hợp lý sau này tế luyện một lượt hắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu tay hàn lập kết kiếm quyết điểm ra một cái bề mặt thanh phi kiếm màu xanh trước người nổi lên thanh quang cựa quậy hai cái rồi lập tức ngừng lại hắn nhướng mày há mồm phun ra một cỗ thanh quang, lóe lên chui vào trong phi kiếm. Mặt ngoài phi kiếm màu xanh tỏa ra thanh quang càng thêm rực rỡ, phù vù rung lên vài cái nhưng một lần nữa lập tức lại dừng lại. Sắc mặt Hàn Lập trở nên có chút căng thẳng, hai tay bấm niệm thần chú, rồi vung lên, tiên linh lực trong cơ thể đều vận chuyển, lòng bàn tay bắn ra hai đạo thanh quang dày đặc, chui vào trong phi kiếm. Đồng thời, thần thức trong đầu cũng ngùa ra, chui vào bên trong phi kiếm màu xanh. Phi kiếm màu xanh nhất thời lại tỏa ra thanh quang sáng rực, cực kỳ trói mắt thoáng cái trở nên linh động một tiếng vù phi kiếm vặn vẹo một cái giống như con linh xà màu xanh vậy bắn ra đồng thời đột nhiên trở nên lớn hơn hóa thành một thanh kiếm lớn màu xanh dài chừng trăm trượng trên thân kiếm toát ra kiếm quang màu xanh vô cùng nồng đậm tiếng kiếm rít ù ù vang lên hư không cũng theo đó mà rung động một cỗ kiếm ý lành lạnh đột nhiên từ cửa kiếm tản ra thiên địa linh khí gần đó rung động hội tu về phía cửa kiếm màu xanh cự kiếm màu xanh tản ra quang mang càng ngày càng sáng, xuyên qua tầng mây giữa không trung, phảng phất như một con thanh long khổng lồ hùng dũng lao nhanh đi, phát ra trận trận long ngâm vang trời. Mây trắng giữa không trung cuồn cuộn rung động, tản đi rất nhanh, hiện lên một bầu trời xanh thăm thẳm. Sách, sắc mặt Hàn Lập lúc này mới buông lỏng, xuyên qua tầng mây quan sát cự kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Kiếm này có uy lực to lớn, vượt xa dự liệu của hắn, so với 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm lúc đầu khi thi triển cự kiếm thuật hợp lại cũng không hề kém hơn chút nào. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, hai tay cực nhanh bấm niệm thần chú, điểm ra một cái. Ầm ầm ầm, trên cự kiếm màu xanh đột nhiên hiện ra từng đạo hồ quang màu vàng óng thô to, lớn hơn trước đây gấp mấy lần, hơn nữa còn trói mắt dị thường. Hồ quang thô tô trên cự kiếm rít lên cuồng loạn, phảng phất như cuồng long ác hổ đang lao vụt, cho người ta cảm thấy một cỗ khí tức cuồng bạo, hoang dã cự kiếm màu xanh trong nháy mắt hóa thành một thanh lôi kiếm màu vàng, lan tràn ra một cỗ khí tức đáng sợ hủy thiên diệt địa. Hàn lập thấy cảnh này, hơi sửng sờ. Ích tà thần lôi trước đây thực không thể sánh nổi với những kim sắc lôi điện thô to này, uy năng của chúng ít nhất cũng lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa tạo cho hắn một cảm giác không hiểu rõ được mà cũng không diễn tả được. Hắn quan sát lôi điện cự kiếm, ánh mắt chấp động, lập tức bấm tay niệm thần chú, điểm một cái. Cự kiếm lôi điện lao vùn vụt giữa không trung chợt dừng lại, quang mang tỏa ra đột nhiên lại trở nên rực rỡ cự kiếm huy vũ phảng phất như bị một bàn tay lớn nắm chặt chém vào hư không một cái ầm ầm một đạo kiếm khí màu xanh vô cùng to lớn cuồn cuộn tuôn ra rộng chừng vài dặm bề mặt có từng đạo hồ quang màu vàng óng lượn lờ thoạt nhìn hết sức kinh người kiếm khí màu xanh bắn ra chém sâu vào trong hư không phát ra tiếng sắc nhọn xoẹt xoẹt chói tai chỗ kiếm khí đi qua hiện lên một vệt màu đen tựa hồ như một phương thiên địa này cũng bị chảm phá Khiến cho hư không kịch liệt run rẩy, vặn vẹo, từng vệt khe hở không gian liên tiếp hiện lên rồi biến mất. Kiếm khí to lớn lóe lên rồi chui vào trong hư không, biến mất, nhưng âm thanh sắc nhọn vẫn không ngừng truyền đến, tựa hồ toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu hơi rung lên nhẹ nhẹ. Một hồi lâu sau, tiếng sắc nhọn cũng lắng xuống, bí cảnh một lần nữa mới khôi phục lại bình thường. Chương 442: Sụp đổ. Hàn Lập lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, thần sắc có chút phức tạp. Một kiếm này chém ra Kim sắc lôi điện trên cự kiếm cũng tiêu tán ra, tựa hồ đã tiêu hao hết lực lượng. Nhưng uy thế một kiếm này cũng ẩn ẩn có thêm vài phần khí thượng huyền thiên trảm linh kiếm trước kia, một thanh phi kiếm này đã có uy thế như vậy, nếu đồng thời thi triển 72 chuôi thì uy lực sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Mới nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đã kích động một hồi. Nhưng mà chỉ điều khiển một thanh phi kiếm này cơ hồ làm cho tiên linh lực và thần thức của hắn tiêu hao gần hết, chỉ sợ không cách nào thi triển thêm một kiếm khác. Nghĩ đến đây, tâm tình Hàn Lập vừa mới nóng lên liền nguội lạnh hơn phân nửa. Trong đầu hắn chợt lóe lên, hồi tưởng lại mới vừa rồi phi kiếm tự động chui vào trong đan điền của mình, đuôi lông mày không tự chủ nhảy lên hai cái. Có lẽ tình huống không phải như mình nghĩ, tâm niệm Hàn Lập vừa động, thúc giục 71 thanh phi kiếm trong đan điền. Mặt ngoài những phi kiếm này chớp lên thanh quang, nhưng vẫn không nhúc nhích. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó điều động tiên linh lực trong đan điền, tiếp tục thúc giục kết quả toàn bộ mặt ngoài phi kiếm vẫn lập lòe thanh quang như trước nhưng giống như mọc rễ trong đan điền vẫn như trước không nhúc nhích hàn lập thấy cảnh này thở dài thầm nghĩ một tiếng quả nhiên giờ phút này phi kiếm trong đan điền trở nên trầm trọng vô cùng dùng tiên linh lực của hắn lúc này phảng phất như con kiến chuyển núi căn bản không nhúc nhích được cũng may thanh trúc phong vân kiếm và tinh thần của hắn vẫn còn liên hệ ngày sau chờ thực lực tăng lên liền có thể thúc giục những phi kiếm này rồi hắn thở dài không cưỡng cầu đem toàn bộ phi kiếm còn lại tế ra, ngược lại tập trung thần niệm, lại lần nữa tế ra một thanh phi kiếm. Thanh quang trước người hắn chấp liên tục mấy cái, một chuôi thanh sắc phi kiếm hiển hiện ra. Hàn lập hít sâu một hơi, tiên linh lực trong cơ thể và thần thức chi lực trong đầu đều vận lên, tay kết kiếm quyết điểm ra. Mặt ngoài chuôi thanh trúc phong vân kiếm nổi lên thanh quang sáng ngời, nhảy lên hai cái, nhưng thủy chung không cách nào bắn ra. Ngược lại chính bản thân hắn bởi vì vận chuyển tiên linh lực và thần thức chi lực nên đột nhiên trong đầu cảm thấy một hồi mê muội, trong lòng hắn cả kinh vội và ngừng lại. Hàn lập phất tay thu thanh phi kiếm này vào, ánh mắt chấp động. Xem ra với thực lực hắn bây giờ, thi triển một chuôi thanh trúc phong vân kiếm đã là cực hạn. Thanh sắc cực kiếm giữa không trung chuyển động chậm rãi, mặc dù mặt ngoài không có kim sắc hồ quang điện cuồng bạo, nhưng vẫn tản mát ra uy áp như núi như biển. Bất quá tuy chỉ có một thanh, nhưng giờ khắc này uy lực một chuôi thanh trúc phong vân kiếm không kém chút nào với cả bộ phi kiếm trước kia. Hàn lập khẽ vẫy tay, thanh sắc cửa kiếm bay vụt xuống, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một chuôi thanh sắc tiểu kiếm bay vào trong tay áo hắn. Thân hình hắn nhoáng một cái, bay xuống phía dưới. Một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng ở dưới mặt đất nhìn lên, đúng là lục vô tình. Chúc mừng hàn đại ca, uy năng phi kiếm đã tăng lên nhiều. Thấy hàn lập bay xuống, lục vô tình chạy ra đón chào, cười nói đều là cơ duyên xảo hợp a người đã đến nơi này khôi lỗi lúc trước đều đã giải quyết hết hàn lập cười nhạt một tiếng hàm hồ hỏi lục vũ tình không có nhiều lời chỉ gật đầu nhẹ giờ phút này chỗ có dị tượng ở thiên không đều biến mất toàn bộ bí cảnh trở nên yên tĩnh vô cùng mây trắng giữa không trung bị thanh trúc phong vân kiếm đánh sơ xác lại từ từ khôi phục nguyên dạng xem ra nơi này cũng không có bảo vật gì khác chúng ta tiến đến cũng đã lâu tuy cửa vào bí cảnh này bí ẩn nhưng khó bảo toàn đám người huyết hàn sẽ không truy đến hay là mau rời khỏi minh hàn cung này thì hơn ánh mắt hàn lập nhìn thoáng qua khắp nơi nói ra lục phú tình nghe vậy nao nao trên mặt lộ ra vẻ trần trờ lục cô nương hẳn là còn có sự tình chưa làm xong hàn lập thấy thần sắc lục phú tình như vậy hỏi không có hàn đại ca nói không sai chúng ta vẫn nên nhanh ly khai nơi này thì tốt hơn bất quá thỉnh hàn đại ca chờ ta chốc lát lục phú tình nói xong thân hình bay đến tòa đạo quan đứng chờ trọi hạ xuống trước tổ sư đường nàng phất tay phát ra một cỗ thanh quang bao phủ toàn bộ bài vị ở đây thu vào làm xong hết thảy nàng lập tức quay người bay trở về đi thôi cử động của lục vũ tình hàn lập tự nhiên đều nhìn thấy trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc bất quá hắn cũng không có nhiều lời nhàn nhạt, nhạt nói ra nói xong thân hình hắn bắn ra bay xuống phía dưới núi trên người lục vũ tình chớp động thanh quang bay theo Tế đàn màu trắng giữa không trung đã bị hủy hoại, cũng có thể là toàn bộ phi kiếm trong kiếm hải đều biến mất, vô tận kiếm khí giữa không trung cũng theo đó không thấy. Đã không có vô tận kiếm khí ở không trung, nơi này đã có thể tự do phi hành. Hai người vừa mới bay lên, một tiếng vang thật lớn từ chỗ sâu trong bí cảnh truyền ra, giống như một tiếng sấm rền cực lớn, theo đó toàn bộ bí cảnh đột nhiên rung lên một cái. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, thân hình ngừng lại, nhìn lại phía âm thanh nổ mạnh truyền đến. Một cột sáng màu trắng tại chỗ đó hiển hiện ra, bay thẳng đến tận trời. Cột sáng màu trắng này vừa thô vừa to vô cùng, tối thiểu cỡ vài chục trượng, phảng phất như một cây trụ lớn chống trời. Một cỗ chấn động linh lực khổng lồ từ bên trong cột sáng tán phát ra, giờ phút này Hàn Lập cũng thấy có chút kinh hãi. Cái này, Lục Vũ Tình nhìn cột sáng màu trắng phía xa, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ầm ầm, lại một tiếng nổ mạnh như sấm rền từ một phương khác truyền đến, toàn bộ bí cảnh lần nữa đột nhiên chấn động một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to khác tại một chỗ khác hiển hiện ra đồng dạng phóng lên trùng thiên hai người hàn lập quay đầu nhìn sang trên mặt lần nữa cả kinh hai cột sáng ẩn ẩn hô ứng lẫn nhau toàn bộ bí cảnh bắt đầu rung động lắc lư biên độ càng lúc càng lớn cả ngọn núi khổng lồ cũng lắc lư theo vô số đá vụn từ trên núi lăn xuống phảng phất như mưa đá rơi xuống không xong bí cảnh này có khả năng sụp đổ đi mau thân sắc hàn lập biến đổi bỗng nhiên quát lên thanh quang trên người đại phóng, bắn xuống phía dưới núi như điện xạ. Lục Vũ Tình nghe vậy, khuôn mặt cả biến, vội vàng đuổi kịp. Trong khi phi đột, ý niệm trong đầu Hàn Lập phiên cổn, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ do tế đàn màu trắng sụp đổ, đã dẫn phát bí cảnh tan vỡ, hay là một kiếm vừa rồi của mình chém vào hư không kia phá hủy đầu mối then chốt trọng yếu nào đó ở bí cảnh này? Hắn lắc đầu, lúc này còn nhàn rỗi nghĩ đến nguyên nhân, vẫn là mau rời khỏi nơi này thì tốt hơn thanh quang trên người hàn lập lần nữa đậm đặc tốc độ lập tức nhanh hơn một ít dùng tốc độ hai người trong nháy mắt đã bay đến dưới ngọn núi đi vào nơi tiến vào bí cảnh lúc trước giờ phút này một phương hướng khác của bí cảnh lại dâng lên cột sáng màu trắng thứ ba toàn bộ không gian lại rung động lắc lư kịch liệt hàn lập thả thần thức quét qua khu vực phụ cận sắc mặt có chút trầm xuống không gian nơi này vững chắc vô cùng căn bản không có thông đạo có thể ly khai hoặc là truyền thống pháp trận nào khác lúc trước hắn vẫn cho nơi đây là cửa ra vào bí cảnh xem ra là đoán sai rồi lục vũ tình cảm ứng được tình huống nơi này sắc mặt cũng khó coi vô cùng lục cô nương ba ngày qua ta nhìn thấy người một mực qua lại khắp nơi trong ngọn núi có phát hiện cửa ra nào khác không hoặc là ở đâu có chút khác thường hàn lập bỗng nhiên nhìn về phía lục vũ tình hỏi không có tựa hồ bí cảnh nơi này bị hùng sơn kia dò xét qua một lần ta chỉ thấy được một ít kiến trục bị tàn phá ở một số nơi Toàn bộ cấm chế cơ hồ đều bị phá giải, bên trong cũng không có gì khác thường. Lục Vũ Tình lắc đầu nói ra. Hàn Lập nghe vậy, quay đầu nhìn về hư không phía trước. Dùng thần thông hiện tại của hắn, muốn từ nơi này phá vỡ hư không, mở ra một thông đạo không gian, khó có khả năng. Không gian tiên giới ổn định vô cùng, không thể so với loại giao diện hạ giới như linh hoàn giới. Hơn nữa tính toán phá vỡ không gian tại đây, cũng chưa chắc có thể ra tới bên ngoài nói không chừng sẽ bị cuốn vào vô tận không gian loạn lưu, chết không có chỗ chôn Vào thời khắc này, oanh một tiếng vang thật lớn, một phương hướng khác của bí cảnh hiện ra cột sáng màu trắng thứ tư. Bốn cột sáng vừa thô vừa to hô ứng lẫn nhau, toàn bộ bí cảnh lắc lư kịch liệt. Lộng lộng thanh âm chói tai từ đỉnh đầu truyền đến, hư không bất ngờ hiện ra từng đạo bạch ngân, phảng phất vết dạn trên mặt kính, nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Lục Vũ Tình thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, nếu không gian nơi này dùng để luyện kiếm, cửa vào khẳng định sẽ có. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau ra bốn phía tìm kiếm. Hàn lập trầm giọng nói ra, lời còn chưa dứt, thân hình hắn bay về một hướng. Lục vũ tình gật đầu nhẹ, cũng lập tức bay về một hướng khác. Vừa mới bay ra một khoảng, nàng chợt ngừng lại, trong thần xác hiện ra một chút nghi hoặc, nhìn lại một chỗ ở sườn núi. Nàng trần chờ một chút, thanh quang trên người đại phóng, bay đến chỗ đó. Cùng lúc đó, Hàn Lập bay dọc theo ngọn núi khổng lồ, bay về hướng đỉnh núi. Thần trí của hắn tỏa ra, làm mang trong mắt đại phóng, bắn ra hai đạo trùng sáng màu lam, nhìn xuống phía dưới. Không chỉ như thế, trong miệng hắn lẩm bẩm, kim quang trước người lóe lên, thi triển ra chân thực chi nhãn, dò xét hết thảy tình huống chung quanh. Với tốc độ của hắn, rất nhanh dò xét hơn phân nửa ngọn núi, đột nhiên thân hình ngừng lại một lát. Tiếp tục đi lên, toàn bộ thảo mộc bị trận chiến vừa rồi nhổ tận gốc, lộ ra vách núi trụi núi, liếc mắt có thể nhìn thấu, cái gì cũng không có. Hàn lập nhìn lên phía đỉnh đầu, lúc này một hồi không có cột sáng màu trắng mới nào xuất hiện, nhưng vết dạn màu bạc trên hư không lan tràn nhanh chóng, hơn nữa càng ngày càng to. Toàn bộ bí cảnh rung động lắc lư càng thêm kịch liệt, các nơi đã bắt đầu nhấc lên từng cỗ phong bạo. Trong nội tâm hàn lập quính lên, lập tức thay đổi phương hướng, dò xét chỗ khác của ngọn núi khổng lồ. Hàn đại ca, nhanh đến chỗ ta. Vào thời khắc này, một thanh âm vang lên trong đầu hắn đúng là lục vũ tình hàn lập khẽ giật mình quay đầu nhìn lại phía dưới thân hình nhoáng một cái hóa thành một đạo thanh quang bay vụt xuống lúc này lục vũ tình đang đứng tại một chỗ sườn núi khổng lồ trong mắt lập lòe hắc mang nhìn vách núi phía trước thanh quang lóe lên thân ảnh hàn lập hiển hiện ra lục cô nương phát hiện gì sao hắn nhìn theo ánh mắt lục vũ tình Làm mang trong mắt chấp động nhưng không phát hiện cái gì trước người hắn lóe lên kim quang chân ngôn bảo luân hiển hiện ra, ở giữa chân thực chi nhãn lóe ra vô số kim sắc quang điểm, nhìn về phía vách núi. Sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, cong ngón tay búng ra. Vèo một tiếng, một đạo thanh sắc kiếm khí bắn ra, đánh vào trên vách núi đá kia. Kiếm khí lóe lên tức thì chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, nhưng mặt ngoài vách núi chợt nổi lên một tia bạch quang, lập tức lóe lên quỷ dị rồi biến mất không thấy nữa. Chương 443, nhìn cân treo sợi tóc. Quả nhiên có cấm chế, xem ra linh mục của Lục cô nương rất nhạy cảm. Hàn Lập thấy vậy, nhãn tình sáng lên nói: "Đâu có, chỉ là trùng hợp phát hiện một chút manh mối mà thôi, lại không biết đằng sau cấm chế này là cái gì." Lục Vũ Tình khẽ giật mình, miễn cưỡng cười cười nói: "Phá vỡ ra sẽ biết." Hàn Lập cũng chú ý tới thần sắc mất tự nhiên của Lục Vũ Tình, nhưng không để trong lòng, vung tay lên. "Ô ô n g" một thanh cự kiếm màu xanh hiển hiện ra, tản mát ra kiếm quang màu xanh chói mắt. bên trên cự kiếm lóe lên kim quang, hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to, trong nháy mắt hóa thành một chuôi lôi kiếm màu vàng, tản mát ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Hàn lập bấm niệm pháp quyết, chuôi lôi kiếm màu vàng mang theo thanh âm phong lôi mãnh liệt hung hăng chém về phía vách núi. cấm chế trên vách núi đá tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, lập tức nổi lên mảng lớn bạch quang chói mắt, hình thành một màn sáng màu trắng dày đặc bên trong có từng đoàn linh quang màu trắng nhảy lên, giống như vật còn sống, ngăn cản trước cửa kiếm. Lôi kiếm màu vàng tỏa sáng hào quang, hung hăng chạm lên màn sáng màu trắng. Giặc giặc một tiếng giòn vang, thoạt nhìn cấm chế cực kỳ huyền diệu, nhưng trước uy năng của lôi kiếm màu vàng lại yếu ớt như tờ giấy, đơn giản bị chạm phá. Phanh một tiếng, màn sáng màu trắng vỡ vụn ra, hóa thành vô số linh quang màu trắng phiêu tán, lộ ra một cái sơn cốc nhỏ. Một tòa đại điện màu xanh khá lớn xuất hiện bên trong sơn cốc, trên cửa chính đại điện treo một tấm biển, trên đó viết ba chữ to, phi tiên các. Đại môn đại điện khép hờ, mơ hồ thấy bạch quang yếu ớt từ bên trong truyền ra, trong đó xen lẫn chấn động nhẹ nhẹ không gian chi lực. Hai người hàn lập cảm nhận được chấn động không gian, trong mắt đều vui vẻ, lập tức bay vào sân cốc, xuyên qua cửa điện rơi vào bên trong. Thoạt nhìn bên ngoài tòa đại điện có vẻ khá chật trội, nhưng bên trong rất là trống trải, chỉ có một bệ đá cao ba thước, rộng vài chục trường. Trên bệ đá là một pháp trận màu trắng, tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Thân hình Hàn Lập chấp động một cái liền xuất hiện ở trên bệ đá. Hắn nhìn pháp trận màu trắng này vài lần, suy nghĩ, sau đó gật đầu nhẹ. Đây đúng là một tòa pháp trận truyền thống là cửa ra vào không gian bí cảnh này. Từng tiết điểm trên pháp trận khảm nạm từng miếng tiên nguyên thạch, chừng hơn 200 miếng. Có lẽ do thời gian quá lâu, ngoại trừ mấy khối tiên nguyên thạch còn lưu lại một ít tiên linh lực, những khối khác đã trở nên trong suốt. Vào thời khắc này, tiếng nổ mạnh oanh long long liên tiếp từ đỉnh đầu truyền đến. Giờ phút này thình lình vết dạn đã hiện đầy bầu trời, bốn cột sáng vừa thô vừa to chợt lóe lên, tiêu tán ra. Rốt cuộc toàn bộ bí cảnh chính thức bắt đầu bị nhìn nát, một vết nứt không gian lan tràn ra, vừa xẹt qua đỉnh ngọn núi khổng lồ. Phanh, đỉnh núi khổng lồ trực tiếp bạo liệt ra, vô số tảng đá lớn nhao nhao rơi xuống, tiểu sơn cốc cũng bị ảnh hưởng, từng khối cự thạch rơi xuống như mưa. Nhanh, Hàn Lập hét lớn một tiếng, một tay phất lên, bảy miếng tinh hoàn bắn ra, nhanh như tia chớp quay tít một vòng, kết nối với nhau hình thành một cái vòng tròn lớn. Tinh quang trói mắt từ trên thất diệu tinh hoàn tán phát ra, hình thành một màn sáng ngôi sao, phía trên chấp động vô số đồ án tinh thần, che chắn phía trên sơn cốc, chặn tất cả đá rơi xuống. Hàn lập và lục vũ tình lập tức gỡ xuống hết những tiên nguyên thạch đã tiêu hao hết, lấy ra tiên nguyên thạch mới khảm nạm lên. Tiên nguyên thạch mới vừa khảm nạm vào, lập tức truyền tống pháp trận tản mát ra bạch quang sáng người gấp mấy lần, tản mát ra từng vòng bạch quang. Trong mắt Hàn Lập hiện lên sự vui vẻ, đang muốn bước vào trong, lông mày chợt nhíu lại, thân hình dừng lại, nhìn về phía một góc nhỏ pháp trận. Giờ phút này tất cả trận văn trên truyền tống pháp trận đều tản mát ra bạch quang chói mắt, nhưng duy chỉ có trận văn nơi đó lại ảm đạm không ít so với mấy chỗ khác. Từng đạo linh lực chảy qua nơi này, tựa hồ có chút chắc trở. Lục Phú Tình cũng chú ý tới tình huống nơi này, khuôn mặt biến đổi, lo lắng hỏi chẳng lẽ truyền thống pháp trận bị hư tổn hàn lập không nói gì hai tay bấm niệm pháp quyết từng đạo pháp quyết chui vào bên trong những trận văn ảm đạm kia lập tức trận văn sáng lên một tí nhưng lại tối trở lại hơn nữa càng tối hơn lúc trước thấy tình hình này hàn lập vội vàng dừng tay lại nói ra chắc là do thời gian quá lâu truyền thống pháp trận này đã sắp mất đi hiệu lực vậy làm sao bây giờ hàn đại ca có biện pháp chữa trị không lục vũ tình vội vàng hỏi Giờ phút này toàn bộ bí cảnh tan vỡ càng lúc càng kịch liệt, thân ngọn núi khổng lồ cũng hiện ra từng vết dạn cực lớn, nhìn như sắp sụp đổ. Trận này có chút phức tạp, ta cũng không có năng lực chữa trị. Hơn nữa coi như có thể chữa trị, thời gian cũng không đủ. Nhưng ngươi không cần lo lắng, truyền tống pháp trận này miễn cưỡng còn có thể vận chuyển, có lẽ còn có thể sử dụng một lần. Hàn lập trầm ngâm nói, nói xong, hắn lập tức bước vào truyền tống pháp trận. Thật vậy sao, vậy là tốt rồi thần tình lục vũ tình buông lỏng, cũng lập tức bước vào trong đó. Trong miệng hàn lập lẩm bẩm phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. O, O, N, G, lập tức truyền tống pháp trận tỏa sáng hào quang, chiếu rọi cả đại điện thành một mảnh trắng sáng, nhanh chóng vận chuyển. Phía trên không đại điện hiện ra hào quang chói mắt, bay thẳng đến chân trời, bắt mắt vô cùng. Giờ khắc này, ngay cửa vào dưới ngọn núi, hư không chấn động một hồi, từng bóng người hiện ra, đúng là đám người huyết hàn. Thực là một đám ngu xuẩn, không có ta ở đây thì không làm được trò chống gì, chỉ một lối vào vậy mà bỏ ra đến ba ngày mới tìm được. Khuôn mặt huyết hàn tức giận, chửi mắng đám người cốt diễm tán nhân. Bất quá lão nói chưa dứt lời, liền thấy bí cảnh trước mắt sụp đổ nên câm miệng lại. Những người khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc tại chỗ. Nhanh quay lại, không gian nơi này sắp sụp đổ rồi. Huyết hàn hét lớn một tiếng, lập tức quay người chạy. Nhưng chỗ hư không bọn họ tiến vào, chấn động đã bình phục, giờ phút này chỗ đó là một mảnh không gian ổn định đâu còn đường cũ quay về sắc mặt huyết hàn biến đổi trong nháy mắt trên trán hiện ra một đám mồ hôi lạnh to cỡ hạt đậu nành một cái không gian tan vỡ thì lực lượng đáng sợ cỡ nào lão rõ ràng vô cùng dù là lão cũng khó may mắn thoát khỏi đại nhân người xem chỗ đó cốt xiếm tán nhân chỉ về một nơi giữa sườn núi chỗ đó lóe ra một đoàn bạch quang chói mắt dễ làm người khác chú ý vô cùng huyết hàn thấy cảnh này lập tức thần thức lan ra là bọn hắn bọn hắn muốn dùng truyền thống pháp trận ly khai mau tới đó trên mặt huyết hàn hiện ra một tia vui vẻ hét lớn một tiếng thân hình hóa thành một đạo hắc quang bắn đến phía đại điện những người khác lập tức phi độn đuổi theo bên trong đại điện hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết thúc giục pháp trận pháp trận tản mát ra hào quang càng lúc càng sáng ngời bởi vì trận văn một góc pháp trận sắp tan vỡ hắn không dám thúc giục quá nhanh thời gian từ từ trôi qua theo truyền thống pháp trận vận chuyển kịch liệt chỗ trận văn ảm đạm trên pháp trận càng nhanh chóng ảm đạm thêm. Khóe mắt Hàn Lập rung rung, trên trán hiện ra từng giọt mồ hôi lạnh. Ánh mắt Lục Vũ Tình cũng nhìn về phía chỗ trận văn đó, khuôn mặt cũng căng thẳng theo. Trong lúc đó, thân thể mềm mại của nàng chấn động, quay đầu nhìn xuống dưới núi, chỗ đó có một đạo hắc quang cầm đầu, còn có mấy đạo độn quang khác, nhanh chóng vô cùng bay vụt đến. Không tốt, đám người huyết hàn đã đuổi tới. Thần tình Lục Vũ Tình đột nhiên biến đổi, thấp giọng hô: Hàn Lập hết sức chăm chú thúc dục pháp trận, không có chú ý tình huống chung quanh, nghe vậy mãnh liệt ngẩng đầu. Lúc này huyết hàn biến thành hắc quang đã bay đến bên ngoài đại điện, bay nhào như điện đến hướng pháp trận. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, một tay bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp. Màn sáng ngôi sao trên sơn cốc đột nhiên biến mất, bảy miếng tinh hoàn hiển hiện ra, nở rộ tinh quang chói mắt, sau đó đều tiêu thất vào hư không. Sau một khắc, bảy miếng tinh hoàn từ hư không xuất hiện trước đại điện, mơ hồ một cái chui vào trong hắc quang do huyết hàn biến thành. Một tiếng giống to phẫn nộ, thân hình huyết hàn hiện ra ở cửa đại điện. Tứ chi của lão, ngực, bụng và trên cổ đều bị khảm chụp vào một cái tinh hoàn, cắt thật sâu vào trong da thịt. Đồ vật quỷ quái gì vậy? Huyết hàn gào thét, hắc quang bên ngoài thân cuồn cuộn, ra sức dẫy ruộ. Hắc quang giống như mực nhanh chóng xâm nhiễm lên bảy miếng tinh hoàn, tinh quang tản mát ra nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhưng vẫn gắt gao giam cầm thân thể huyết hàn. Hàn Lập há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh chui vào trong pháp trận, trong tay thúc dục pháp quyết mãnh liệt. O O N G, truyền tống pháp trận tản mát ra bạch quang sáng ngời mãnh liệt, rốt cuộc đạt tới điểm cực hạn. Từng cỗ không gian chi lực từ bên trong pháp trận tuôn ra, bọc lấy hai người. Thân ảnh Hàn Lập và Lục Vũ Tình nhoáng một cái, từ trong pháp trận biến mất vô tung. Hầu như đồng thời, trận văn nơi hẻo lánh của truyền tống trận cũng đạt tới cực hạn. Đùng một tiếng vang nhỏ, nơi hẻo lánh của truyền tống trận hiện ra vài vết giạt, trận văn chỗ đó triệt để trở nên u ám. Sau đó toàn bộ truyền tống pháp trận tỏa ra bạch quang mãnh liệt lóe lên, sau đó cũng biến mất. Bên ngoài đại điện, giờ phút này hắc quang trên thân huyết hàn đại phóng, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm, thân thể bành trướng lên một vòng. Phanh, bảy miếng tinh hoàn giam cầm người lão bạo liệt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay ra chung quanh. Hắc quang lóe lên, thân ảnh huyết hàn xuất hiện bên trong đại điện. Nhìn hào quang tiêu tán toàn bộ, một góc truyền tống pháp trận vỡ vụn, trong nháy mắt sắc mặt lão trở nên xanh mét, khó coi vô cùng. Lúc này đám người cốt diễm tán nhân cũng bay vụt tới, chứng kiến tình huống truyền tống pháp trận, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Oanh long long, vào lúc này, rốt cuộc bí cảnh triệt để tan vỡ, phiến hư không loạn lưu từ trong khe hở không gian phun ra. Toàn bộ ngọn núi khổng lồ sụp đổ ầm ầm, vô số đá tảng đá vụn lăn rơi xuống, bao phủ tiểu sơn cốc vào. Trong một không gian lờ mờ, phía dưới là một sa mạc màu đen rộng minh mông bát ngát, khắp nơi trên mặt đất đều là các hòn đá màu đen lớn nhỏ, ngẫu nhiên mới có một hai gốc cỏ hoang sinh trưởng trong khe nham thạch, thoạt nhìn cực kỳ hoang vu. Bầu trời có màu ố vàng, làm cho người ta có loại cảm giác u ám trầm trọng. Giữa không trung tối tăm mờ mịt, chợt vang lên một hồi tiếng sấm trầm thấp. Tiếp theo từng đạo hào quang đen thui hiển hiện ra, hình thành một quang cầu màu đen to vài trượng, từng tia chớp màu đen trên quang cầu tán loạn ra, phát ra thanh âm xì xì quái dị. Quang cầu màu đen vặn vẹo biến hóa, chợt hóa thành một vết nứt không gian to mấy trượng. Sau đó hai đạo quang mang từ bên trong bắn ra, lập tức hiện ra thân ảnh một đôi nam nữ. Thân hình hai người bất ổn, lảo đảo một cái mới đứng vững được. Nam tử là một trung niên đại hán, khuôn mặt ngăm đen bình thường, duy có đôi mắt là sáng ngời có thần. Nữ tử thì trắng tinh, dung mạo tú lệ, là một tiểu mỹ nhân hiếm thấy. Sắc mặt hai người đều rất khó coi, nhất là nàng kia, trắng bệch như tờ giấy khóe miệng ẩn ẩn vết máu. Hai người này đúng là Hàn Lập và Lục Vũ Tình, dùng truyền tống trận ly khai chỗ không gian kia. chương 444, Dỗng tuếch, Hàn Lập và Lục Vũ Tình đứng vững thân hình, sau đó đồng thời thở dài một cái. Tuy cuối cùng truyền tống trận khởi động, nhìn như đưa hai người ra ngoài, nhưng cuối cùng lại đột nhiên tan vỡ, sau đó hai người bị truyền đưa đến một không gian loạn lưu, thật vất vả mới thoát ly ra được. Vết nứt không gian lập lè vài cái rồi lắp đầy biến mất. Hàn Lập nhìn chung quanh mấy lần, trên mặt lộ ra một tia dị sắc, lúc này mới phóng thích thần thức ra. Lục Vũ Tình thấy cảnh vật chung quanh, trong mắt buông lỏng, lấy ra một quả đan dược xanh biết ăn vào, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút. Nơi đây là địa phương nào, không phải là bị truyền gia Minh Hàn Tiên phủ chứ? Nàng trì hoãn một hơi, lúc này mới dò xét kỹ lưỡng cảnh vật chung quanh, có chút lo sợ bất an nói. Truyền tống pháp trận xảy ra vấn đề, sai một ly đi nhìn dặm, huống chi hai người trực tiếp rơi vào bên trong không gian phong bạo. Có lẽ không phải, tuy rằng rất mỏng manh, bất quá ta còn có thể cảm ứng được u hàn chi khí đặc thù bên trong u hàn cảnh, có lẽ chúng ta vẫn còn bên trong tiên phủ. Hàn lập nói ra, vậy là tốt rồi, lục vũ tình nhẹ nhàng thở ra, chỗ truyền tống trận kia đã bị hủy, hơn phần nữa đám người huyết hàn kia lành ít giữ nhiều, không thể đuổi theo. Chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này một chút đi, Hàn lập nói thêm, giờ phút này lục vũ tình bị thương không nhẹ, Mặc dù hắn không có bị thương, nhưng vì thoát ly không gian loạn lưu, tiên linh lực trong cơ thể đã hầu như tiêu hao sạch sẽ. Tuy nơi này thoạt nhìn có chút hoang vu, nhưng trước mắt coi như cũng an toàn. Tốt, Lục Vũ Tình đang cầu mà không được, lập tức gật đầu. Vì vậy hai người ở trong sa mạc lại bày ra mấy cái cấm chế chung quanh, sau đó tự mình khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập lấy ra hai khối tiên nguyên thạch, cầm chặt hấp thu tiên linh lực bên trong bổ sung bản thân, tiên linh lực trong cơ thể lập tức chậm rãi khôi phục hơn nửa ngày sau đó hàn lập mở to mắt ánh mắt rạng rỡ tiên linh lực trong cơ thể đều đã khôi phục lần này lưu lạc U hàn tiên phủ tao ngộ các loại tình trạng lại luân phiên kịch chiến tiên linh lực trong cơ thể hắn mơ hồ tinh thuần thêm vài phần nghĩ đến đây hắn nhắm mắt lại cảm ứng tiên khiếu cuối cùng tối quan trọng kia nhưng vẫn không có chút dấu hiệu đột phá hắn cười khổ lắc đầu quay đầu nhìn sang bên cạnh giờ phút này lục phú tình vẫn còn đang ngồi vận công toàn thân bị mấy quầng sáng màu xanh bao phủ hình thành một quang cầu màu xanh, thoạt nhìn thân ảnh có chút mông lung. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, một tay phất lên, một khối phiến đá màu nâu xanh xuất hiện ở trong tay, đúng là phần sau bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công lấy được lúc trước. Lúc trước vội vàng tầm bảo và chiến đấu, còn chưa kịp xem kỹ phần sau bộ pháp quyết này. Đang cân nhắc, hai mắt hắn chấp động ánh sáng màu lam, nhìn phiến đá trong tay. Phiến đá trong mắt hắn đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, từng chữ nhỏ phía trên càng thêm rõ ràng, ánh vào trong mắt của hắn. Sau một canh giờ, làm Mang trong mắt Hàn Lập tản đi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Phần sau bộ đại chu thiên tinh nguyên công hắn đã hiểu thấu đáo, ghi nhớ vào trong đầu. Giống như nửa phần trước pháp quyết, phần sau bộ bộ pháp quyết này cũng có pháp môn đả thông 18 cái huyền khiếu. Theo như hắn suy đoán, chỉ cần có thể luyện thành phần sau bộ pháp quyết này, đả thông 18 cái huyền khiếu này, đột phá tiên khiếu cuối cùng có lẽ không thành vấn đề. Tu luyện phần sau bộ đại chu thiên tinh nguyên công giống như nửa phần trước, đều là tiếp dẫn lực lượng tinh quang nhập vào cơ thể, đả thông huyền khiếu trong cơ thể. Chẳng qua phần sau bộ pháp quyết này rất là phức tạp, vượt xa nửa phần trước, thực tế quá trình đả thông huyền khiếu càng thêm phức tạp, ngoại trừ cần đại lượng lực lượng tinh quang, còn cần thời gian tu luyện đoán thể tương đối dài, trình độ hà khắc vượt xa nửa phần trước công pháp. Giờ phút này hắn hận không thể vứt bỏ hết thảy mọi việc, lập tức tìm một chỗ bế quan khổ tu, nhưng bên trong Minh Hàn Tiên phủ này hiển nhiên không phải là một chỗ tốt để tu luyện, phải lại thời gian có hạn hắn còn phải trợ giúp hô ngôn đạo nhân đi lấy bảo vật để đổi lấy phần sau công pháp chân ngôn bảo luân kinh, chỉ có thể chờ sự tình minh hàn tiên phủ chấm dứt đã. Hàn lập hít sâu một hơi, vung tay lên thu phiến đá vào, mở to mắt nhìn hư không phía trước, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Giờ phút này không biết hai người hô ngôn đạo nhân và vân nghe ở chỗ nào, mà rốt cuộc bảo vật trong miệng đối phương là cái gì. Nội tình minh hàn tiên phủ này phức tạp hơn xa so với hắn tưởng tượng, diện tích to lớn như thế, hôm nay bản thân lại xông loạn, cũng không biết đi đâu tìm bọn họ nữa. Hàn lập lắc đầu, đang tính nhắm mắt lại, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Hắn nhấc một tay lên, kim quang nhàn nhạt hiện lên, một vòng tay chữ vật màu vàng nhạt hiện ra trong tay hắn, đúng là vòng tay chữ vật của Hùng Sơn. Còn chưa kịp kiểm tra, nghĩ thế thân của một kiếm tu có tu vi không kém, lại cùng vô sinh kiếm tông tựa hồ có không ít quan hệ, lại bước vào u hàn cung sớm hơn cả mình, thì bên trong vòng tay chữ vật nên có không ít thứ tốt mới phải trong lòng hàn lập hơi có chút kích động phân ra một đám thần thức chui vào trong vòng tay chữ vật vẻ tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ không thể dự kiến chính là vị phó đạo chủ trúc long đạo này đường đường là một gã tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ mà bên trong vòng tay chữ vật lại rỗng tuếch nói không có cái gì cũng không hoàn toàn chính xác tại một góc không gian chữ vật chất đống một ít tài liệu vụn vặt và một ít vật lẫn lộn khác chẳng qua đều không phải là vật chân quý duy nhất lấy được chỉ sợ là mấy bình đan dược khôi phục còn có mấy bản điển tịch tiên nguyên thạch thì không có mấy khối, thoạt nhìn cực kỳ bần hàn. Hàn lập nhíu mày, lập tức hiểu ra, lần trước Hùng Sơn luyện kiếm đã dốc hết tất cả, lúc này mới mấy trăm năm qua, lại luyện kiếm lần thứ hai, hao hết của cải cũng là chuyện bình thường. Chỉ sợ lần này gã vừa tiến vào U Hàn Cung, lập tức đi thẳng đến bí cảnh, không kịp thu nạp bảo vật, vì vậy bên trong chữ vật pháp khí mới bần hàn như thế. Trong lòng Hàn lập không khỏi có chút thất vọng, lập tức nghĩ lại, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn ở bên trong U Hàn đã đạt được rất nhiều, còn muốn nhiều hơn nữa chính là lòng tham không đáy rồi, đây cũng không phải là điểm báo gì tốt. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, vất tay lấy đồ vật trong vòng tay chữ vật ra, mơ hồ nhìn nhìn, phân loại thu vào. Rất nhanh, trước người Hàn Lập chỉ còn lại có một cái hộp ngọc màu bạc, trong hộp thả ra ba khối ngọc giản. Kỳ thật hắn cảm thấy hứng thú với công pháp tu luyện của Hùng Sơn, lúc này cầm lấy một quả ngọc giản màu trắng, thần thức thăm dò vào trong đó. Trong ngọc giản này ghi lại một môn công pháp Đại Thương Dương Kiếm Quyết Kim thuộc tính, có thể tu luyện tới Kim Tiên cảnh giới, hẳn là chủ tu công pháp của Hùng Sơn. Đại Thương Dương Kiếm Quyết này lấy kiếm nhập đạo, theo ngọc giản miêu tả, tìm hiểu lực lượng pháp tác thuộc về ngũ hành chi kim, sắc bén không thể đỡ, có vài phần tương tự với hủy diệt pháp tắc. Đối với phương pháp nhập kim thuộc tính, Hàn Lập chỉ đọc lướt qua, hôm nay cũng không có ý định nghiên cứu đạo này, cho nên môn công pháp này đối với hắn ngược lại không có tác dụng gì. Chẳng qua mặt sau cùng công pháp ghi lại một ít bí thuật kiếm đạo cùng tâm đắc tu luyện, ngược lại là đáng để hắn nghiên cứu tham khảo một chút. Hắn nhìn công pháp này từ đầu tới cuối một lần, sau đó thả lại vào hộp ngọc, cầm lấy một khối ngọc giản màu vàng nhạt khác, thần thức chui vào trong đó. Trong ngọc giản này ghi lại một môn công pháp luyện thể là La Hán Kim Thân Quyết, chắc là lúc trước leo bậc thang ngoài U Hàn Cung, Hùng Sơn thi triển ra luyện thể chi thuật này. Công pháp luyện thể này cũng có chút bất phàm, sau khi tu thành có thể thi triển La Hán Kim Thân, uy lực không nhỏ, chỉ là muốn tu luyện công pháp luyện thể này phải nắm giữ kim thuộc tính pháp tắc. Hàn Lập nhìn đến đây đã không còn hứng thú, mơ hồ nhìn nội dung liền buông xuống, cầm lấy khối ngọc giản cuối cùng, dán lên chán. Bên trong ngọc giản ghi lại một ít đan phương, phần lớn là đan dược kim thuộc tính, phẩm giai tuy không phải đạo đan, nhưng phần lớn là đan dược địa giai, đối với tu luyện công pháp tu sĩ chân tiên cảnh tương quan ngược lại có tác dụng không nhỏ. Thần thức Hàn Lập lui ra, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trong ba khối ngọc giản đều không có ghi chép về thiên phong tụ linh kiếm trận, chẳng lẽ bị Hùng Sơn hủy diệt rồi. Đang cân nhắc, hắn tính thu hộp ngọc vào. Ồ, vào thời khắc này, trong miệng Hàn Lập ồ nhẹ một tiếng, cầm lấy hộp ngọc xoay xoay hai cái. Chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, hộp ngọc một phân thành hai, phía dưới còn có một cái tường kép, bên trong có một khối đồ vật màu xám, thoạt nhìn giống như một tấm vải, xếp chỉnh tề. Đây là cái gì? Hàn Lập cầm lấy tấm vải màu xám. Tấm vải xám này có hình tứ phương, Tối tăm mờ mịt, giống như tấm khăn lau dơ bẩn đã lâu rồi chưa rửa, chẳng qua nhìn kỹ liền phát hiện trên tấm vải xám mơ hồ lộ ra một ít hoa văn. Thoạt nhìn những hoa văn này rất là cổ quái, cũng không phải linh văn trận văn bình thường, cũng không phải phù lục phù chú, lấy kiến thức của Hàn Lập vậy mà nhận không ra lai lịch. Chẳng qua những đường vân này ẩn hàm huyền diệu, cũng không phải tiện tay vẽ lên. Hàn Lập rất nhanh lắc đầu, ngừng suy nghĩ về những thứ hoa văn này, ngược lại dò xét những khu vực khác của tấm vải xám vật ấy sờ tới sờ lui rất là bóng loáng có chút cảm giác hơi lạnh không biết là chế tạo bằng tài liệu gì hắn lật qua lật lại tấm vải xám nhìn một hồi lâu thậm chí vận dụng thanh minh linh mục và chân thực chi nhãn nhưng đều không phát hiện gì phía trên tấm vải xám không có bất kỳ dao động linh khí ngoại trừ những hoa văn kia lại nhìn không ra huyền diệu nào khác giống như một tấm vải xám bình thường chẳng qua vật ấy bị hùng sơn cất chứa cẩn trọng như thế tất nhiên không phải là phàm vật mặt hàn lập lộ vẻ do dự tay phải cầm tấm vải xám ngón tay không tự giác vê lên một cái ồ oh, đuôi lông mày hắn chợt nhảy lên nhìn tấm vải xám trong tay lấy lực lượng của hắn giờ phút này dù chỉ lơ đãng một cái một khối thép tấm cũng vỏ nát nhưng tấm vải xám này lại vô sự cái này có chút cổ quái ánh mắt hàn lập chớp lên ngón tay hơi dùng sức một chút tấm vải xám vẫn vô sự đuôi lông mày hắn khẽ động lần nữa gia tăng khí lực vải xám ngoại trừ thẳng băng bên ngoài còn lại không thay đổi gì, đơn giản nhận lấy lực lượng của hắn. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia tinh quang, hai tay bắt lấy miếng vải này, dùng sức xé ra. Vải xám càng kéo căng, nhưng giống như trước không có chút dấu hiệu bị rách. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Vừa rồi hầu như hắn hao tổn năm thành khí lực, linh bảo bình thường cũng chưa chắc có thể chịu được lực xé của hắn như vậy, xem ra tấm vải xám này quả nhiên có huyền diệu khác. Chương 445, Vô tận xa hải hàn lập muốn xem tấm vải xám này rốt cuộc bền đến mức độ nào nên lại tăng thêm lực nhưng dù dùng toàn lực hắn vẫn không thể xé rách được tấm vải xám này hắn liếc nhìn tấm vải xám trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ suy nghĩ một lát hắn cong ngón tay búng ra một ngọn lửa đỏ rực bắn ra bao bọc tấm vải lại ngọn lửa thiêu đốt hừng hực tàn mát ra nhiệt độ cực cao nhưng tấm vải xám vẫn như trước không hề suy chuyển hàn lập phẩy ngọn lửa đi rồi phất tay ra một cỗ thủy quang bao phủ tấm vải Ánh sáng màu lam nhẹ nhẹ ở trong nước hiển hiện ra, quấn chặt lấy tấm vải xám. Tấm vải xám vẫn không biến đổi gì. Hàn lập nhíu mày, năm ngón tay bắn ra năm đạo lôi điện màu vàng, bao bọc tấm vải xám lại. Sau nửa canh giờ, Hàn lập nhìn tấm vải xám trong tay, mặt lộ vẻ không biết làm sao. Trong thời gian này, hầu như phương pháp nào có thể nghĩ ra thì hắn đều thử một lần, cho dù là tảng đá cũng bị ép ra dầu. Nhưng tấm vải xám đúng là khó chơi, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, dù Hùng Sơn táng ra bại sản cũng không muốn đổi vật này, hẳn có chỗ đặc biệt nào đó. Tạm quên đi, về sau có cơ hội lại từ từ nghiên cứu. Hàn Lập đành cười, thu tấm vải sám vào. Nhưng vào lúc này, quang cầu màu xanh quanh người lục vũ tình chợt sáng lên, sau đó tan đi, hóa thành đạo thanh quang sáng ngời, dung nhập vào thân thể nàng. Nàng mở to mắt, sắc mặt đã khôi phục hơn phân nửa. Hàn đại ca, thật có lỗi để cho người phải chờ lâu. Nàng đứng dậy, nhìn Hàn Lập nói ra không sao ngươi nhìn xem có cách nào đoán được đại khái vị trí khu vực này không hàn lập khoát tay áo nhìn đá đen khắp nơi rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời ố vàng nói ra theo muội được biết bên trong u hàn cảnh địa hình vốn rất phức tạp hoàn cảnh khác nhau khu vực sa mạc cũng không chỉ có một chỗ chỉ bằng vào tình hình bây giờ muội cũng không cách nào đoán được đây là nơi nào lục vũ tình lắc đầu nói ra nhìn bốn phía dù hoang vu nhưng cũng không thể xem thường Hàn Lập nói xong, vất tay tế ra phi chu màu xanh, bước vào trong đó. Lục Vũ Tình tự nhiên không có dị nghị, thả người rơi vào trên phi chu. Hàn Lập bấm pháp quyết thúc dục, phi chu tỏa ra ánh sáng màu xanh sáng ngời, bay về một hướng. Khu vực nơi này giống với khu vực băng nguyên lúc trước cũng tồn tại lực lượng vô hình, hạn chế thần thức khuếch tán, lấy thần thức mạnh mẽ của Hàn Lập cũng chỉ có thể lan tràn ra xa mấy trăm dặm, cho nên độn tốc của phi chu cũng không quá nhanh. Một lát sau, đuôi lông mày Hàn Lập trao lên, nhìn về một phương hướng, thanh diên phi chu dưới chân cũng thoáng dừng một chút. Hàn đại ca, chẳng lẽ phát hiện ra cái gì rồi? Lục vũ tình hỏi, là phát hiện ra một vài thứ nhưng cũng không chân quý gì. Được rồi, chúng ta đi qua xem một chút. Hàn lập gật đầu, phi chu bay hơi trách về bên trái, rất nhanh bay đi hơn 300 trượng liền dừng lại. Hai người từ trên phi chu nhẹ nhàng bay xuống, hạ trên mặt đất. Trên mặt đất phía dưới là một vùng nấm màu tím đen sinh trưởng rất rộng, mỗi cây cao hơn một trượng, Phía trên hiện ra hoa văn màu tím sậm, viền có màu đỏ tươi, nhìn vô cùng diễm lệ. Vùng nấm này chiếm diện tích khá lớn, chừng gần mẫu, giống như một biển hoa lộng lẫy sinh trưởng giữa sa mạc hoang vu, rất là bất ngờ. Đây là nấm Ma Vân. Đôi mắt đẹp lục Vũ tình sáng ngời, lẽ nào từ nấm độc Ma Vân này ngươi có thể đoán được vị trí nơi này? Ánh mắt Hàn lập lóe lên, mở miệng hỏi. Hắn đã từng xem qua ghi chép về nấm Ma Vân, nấm này ẩn chứa kịch độc, có thể dùng để luyện chế một ít độc dược hoặc là pháp bảo thuộc tính kịch độc nhưng độc tính có hạn có tác dụng từ chân tiên cảnh trở xuống còn tu sĩ chân tiên đã cải tạo tiên thể nấm này cơ bản không có hiệu lực không sai lục vô tình có chút hưng phấn nói nàng nói xong lật tay lấy ra một khối ngọc xanh biếc phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh chui vào trong đó từng đạo lục quang từ trên khối ngọc quyết tán phát ra ngưng tụ thành một bức tường hào quang xanh biếc trên bức tường hào quang là một bộ địa đồ gồm mười mấy phần có màu sắc khác nhau hợp thành thoạt nhìn không hoàn chỉnh, tựa hồ chỉ là nửa bộ địa đồ hoàn chỉnh. Địa đồ về U Hàn cảnh này chính là người Hắc Phong đảo các ngươi thu thập được. Hai mắt Hàn Lập dò xét địa đồ, hỏi, không sai, căn cứ tin tức Hắc Phong đảo chúng ta thu thập được, trong U Hàn cảnh do gần trăm khu vực có hoàn cảnh khí hậu khác nhau tạo thành. Tiếc là ta chỉ lấy được địa đồ chỉ có tin tức 10 khu vực trong đó. Lục vũ Tình nhẹ gật đầu, nói ra, Hàn Lập như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, rồi ánh mắt nhìn lên quang bích tỏ vẻ băn khoăn, địa đồ này được làm vô cùng tinh tế một vài chỗ khác biệt trên các khu vực đều phát họa giống nhau như đúc từ trên bản đồ cũng có thể phán đoán đại khái tình huống cụ thể những địa phương đó nhưng địa đồ lại không có khu vực băng nguyên bão tuyết dãy núi đen kịt và hải vực màu đen vừa đi qua vị trí ba khu vực lúc trước chúng ta đi qua ta cũng không biết nếu không thì cũng không bị động như thế này lục vũ tình tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hàn lập nói ra lúc này chúng ta đang ở địa phương nào hàn lập lại hỏi Đến giờ phút này, hắn đã biết khái quát về U Hàn Cảnh. Ở chỗ này, khu vực sa mạc màu đen này gọi là sa mạc Hắc Nham. Dựa theo tin tức chúng ta thu thập được thì trong U Hàn Cảnh cũng có 3-4 sa mạc, nhưng chỉ có trong sa mạc Hắc Nham là có nấm ma vân sinh trưởng. Chúng ta hẳn là ở chỗ này rồi. Ngón tay lục vũ tình chỉ lên một khối khu vực màu đen trước mặt, nói ra. Có thể tìm ra vị trí là tốt rồi, không lại như con ruồi sông loạn trong minh hàn tiên cung thì thực sự quá nguy hiểm. Hàn lập gật đầu nói, lại nói tiếp, sa mạc Hắc Nham này là một trong 10 khu vực tương đối an toàn. Nơi đây sẽ không hàn thú nguy hiểm như lúc trước, cũng không có hàn lưu phong bạo. Lục vũ tình bàn, vận khí chúng ta xem ra không tệ, không bị truyền tống đến khu vực nguy hiểm. Hàn lập từ chối cho ý kiến nói. Hàn đại ca nói không sai, vận khí của chúng ta xác thực rất tốt. Lục vũ tình ý vị thâm trường, cười hì hì, nói ra. a à, ý lục cô nương là thế nào? Hai hàng lông mày hàn lập khẽ nhướng lên hỏi hàn đại ca có thấy chỗ kia không ngón tay lục vũ tình lần nữa chỉ đến khu vực phía trên sa mạc màu đen nơi đó là một khu vực màu vàng rộng lớn ở ngoài rìa nơi này có gì đặc biệt sao hàn lập nhìn thoáng qua hỏi nơi đó là một sa mạc chúng ta gọi nó là vô tận sa hải xem như là điểm đầu cực bắc của u hàn cảnh lục vũ tình giải thích vậy thì sao chẳng lẽ trong vô tận sa hải này có trọng bảo gì hàn lập có chút nghi hoặc hỏi nơi đó có trọng bảo hay không thì muội cũng không rõ lắm chẳng qua hàn đại ca cũng biết rõ, bên trong minh hàn tiên phủ, ngoại trừ u hàn cảnh, kỳ thật còn có những nơi khác đã bị thăm dò qua. Mà thông đạo từ u hàn cảnh đến chỗ khác nghe nói là ở trong vô tận xa hải này. Lục vũ tình lắc đầu, giải thích rõ, chuyện này là thật, hàn lập nghe vậy, trong lòng khẽ động. Đương nhiên là thật, kỳ thực những năm qua các khu vực ở U Hàn Cảnh đã bị tu sĩ tiến vào tiên phủ thăm dò rất nhiều, muội vốn định tiến về trước tìm hiểu chỗ khác một chút, chỉ khổ nỗi là tìm không thấy vị trí vô tận xa hải này. Thật không thể tưởng được chúng ta dùng truyền tống trận xảy ra sự cố, không nghĩ tới trời xui đất khiến lại đến nơi này. Vận khí của chúng ta chẳng lẽ không tốt?" Lục Vũ tình hưng phấn hỏi. "Quả thật không tồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi." Ánh mắt Hàn Lập chớp lên nói, quay người bay trở về Thanh Diên phi chu. Trong u Hàn cảnh bị thu gom bao lần mà hắn vẫn đã đạt được nhiều bảo vật như vậy. Nếu như chỗ khác mà không bị người đi qua lấy trước thì cơ duyên không biết có bao nhiêu bảo vật trong đó nữa. Lục Phú Tình cũng thu hồi khối ngọc màu xanh, bay trở về Thanh Diên Phi Chu. Hàn Lập đánh ra một đạo thanh quang, Thanh Diên Phi Chu sáng rực linh quang, hai bên Phi Chu hiện ra hai cái cánh màu xanh, bay về phía trước. Ba ngày sau, trước mặt hai người Hàn Lập xuất hiện một mảnh biển cát minh mông màu vàng. Lọt vào trong tầm mắt là bãi đá vụn trong biển cát có màu vàng nhạt, ông ánh sáng long lanh, chiết xả ánh nắng mặt trời làm cho người ta thấy chói mắt. Cùng lúc đó, từng cỗ sóng bức xạ nhiệt đập vào mặt, làm cho người ta miệng lưỡi phát khô rát nứt nẻ. Biển cát nơi này dường như là một bếp lò, là nơi này à, ánh mắt hàn lập quét qua một vòng, hỏi, không sai, đây chính là vô tận xa hải. Lục phú tình nhìn biển cát phía trước, đôi mắt đẹp lập lè, tựa hồ có chút hưng phấn. Thoạt nhìn vô tận xa hải này cũng không phải là đất lành gì. Lục cô nương có biết bên trong có nguy hiểm gì không? Hàn lập không tự ý tiến vào trong đó, quan sát biển cát phía trước, hỏi. Con mắt của hàn đại ca quả thật tinh tường nơi này xác thực nguy hiểm không ít trong sa mạc này tràn đầy hỏa độc chỉ cần bước vào trong đó sẽ từ từ trúng độc dù là tu sĩ kim tiên cũng không thể may mắn thoát được lục vũ tình mỉm cười giải thích hỏa độc chắc hẳn không phải hỏa độc bình thường a à. lông mày hàn lập cao lại quả thực đan dược bình thường không thể nào hóa giải chỉ có tìm được thủy linh trong sa mạc mượn nhờ thủy linh khí đặc thù trong đó dần dần trung hòa hỏa độc nếu không tìm được kịp thời thủy linh dính hỏa độc quá sâu dù là tu sĩ kim tiên vẫn có thể vẫn lạc trong đó thần tình lục vũ tình ngưng trọng nói ra trừ điều đó ra còn gì nữa không hàn lập lại hỏi ngoại trừ hỏa độc tục truyền trong sa mạc sẽ gặp ảo ảnh thận lâu cực kỳ lợi hại làm cho người mất phương hướng không cách nào ly khai khỏi đây chính vì có hai mối nguy hiểm cực lớn là hỏa độc và ảo cảnh này nên sa mạc vô tận này mới có hung danh như vậy những người tiến vào minh hàn tiên phủ trước đây chưa có ai dám đặt chân đến nơi này lục vũ tình tiếp tục nói như vậy xem ra, nơi đây xác thực là hiểm địa cử tử nhất sinh. Thông đạo đi xuyên qua sa mạc Vô Tận này là ở chỗ nào? Hàn Lập gật gật đầu, lập tức hỏi, "Thông đạo ở sâu trong Vô Tận Sa Hải, nhưng Hàn đại ca không cần lo lắng, trong tay của ta có một phần địa đồ Vô Tận Sa Hải. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, làm theo y hệt thì tìm được thông đạo cũng không khó." Lục Vũ Tình lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới. Chương 446, Đại kiếp nạn sinh tử hàn lập nghe vậy đưa tay nhận lấy ngọc giản từ lục vũ tình dán lên trên chán. phần bản đồ này khá tường tận không biết lục cô nương lấy được từ nơi nào là từ trên tấm bia đá kia sau một lúc lâu thần thức hàn lập rời khỏi ngọc giản trả lại hỏi một câu đúng vậy a à, chính vì có bản đồ này ta mới muốn xông vào vô tận sa hải này một lần bất quá dù có bản đồ trong tay trong vô tận sa hải này vẫn phải nhờ lực lượng của hàn đại ca lục vũ tình gật đầu nhẹ nói ra chỉ cần đủ khả năng, ta sẽ nỗ lực hết sức. Hàn lập từ chối cho ý kiến nói, nói xong, dưới chân hắn điểm lên phi chu, lập tức thanh diên phi chu tản mát ra hào quang sáng ngời, một đầu đâm vào trong biển cát mênh mông. Vừa tiến vào biển cát, lập tức hai người cảm thấy chung quanh đột nhiên nóng lên, phảng phất tiến vào một cái lồng hấp, làm cho ngực mơ hồ có chút khó chịu. Lục cô nương, hay là trước nên nghĩ cách xác định vị trí đã. Thần sắc hàn lập không đổi, nhưng trong lòng thì dùng mình, mở miệng nói. Hàn đại ca nói là, tuy rằng nơi đây không biết phương vị cụ thể, nhưng chỉ cần gặp phải hai ba chỗ ghi chép trong địa đồ, hẳn là có thể xác định ra vị trí. Lục Vũ Tình gật đầu nhẹ, cùng lúc đó, một chỗ sơn mạch ở tiên giới, nơi này thế núi hùng vĩ vô cùng, thân núi thẳng tắp, ít nhấp nhô, hơn nữa đỉnh sơn phong cao nhọn, phảng phất từng chuôi cự kiếm đâm thấu trời xanh. Một chỗ sâu trong sơn mạch, tọa lạc một mảnh kiến trúc cổ bảo hùng vĩ. Cổ bảo này có phong cách kiến trúc đặc biệt, bất luận là nóc nhà, mái hiên, hay là trang trí các nơi đều có các loại đồ án, phù điêu hình kiếm. Đại kiếm, trọng kiếm, tế kiếm, đoản kiếm, vô số kiếm hình tràn ngập mỗi một góc nhỏ mảnh cổ bảo này. Đèn đuốc các nơi trong cổ bảo sáng trưng, rất nhiều người hành tàu tới lui, hoặc là bay vùn vụt qua lại trên trời. Toàn bộ những người này mặc trường bào màu vàng nhạt, ống tay áo theo một chữ, hùng, phạt nhìn là một gia tộc tu sĩ cường thịnh. Trong một mật thất lờ mờ sâu trong cổ bảo, có một thạch đài màu đen to hơn một trượng, phía trên có một gã thanh niên nam tử đang nằm. Hai mắt nam tử nhắm nghiền, không nhúc nhích, trên người không có chút khí tức nào, càng không có nửa điểm sinh cơ, hiển nhiên là một cỗ thi thể. Bên trên bốn phía thạch đài chứa thi thể, khắc lên một vòng hoa văn huyền ảo, tựa hồ là một loại linh văn đặc thù. Một góc trên đầu thanh niên nam tử treo một ngọn đèn màu xanh thấm. Chẳng qua là hôm nay hỏa diễm trên chén đèn dầu này vô cùng yếu ớt, không ngừng lập lòe, tựa hồ tùy thời sẽ tắt đi trước ngực nam tử dán một chương phù lục màu đen, phía trên khắc từng đạo phù văn huyền ảo, tản mát ra một cỗ chấn động khí tức đặc thù. Cùng lúc đó, một tiếng két, phá vỡ yên tĩnh nơi đây, đại môn mật thất mở ra, hai bóng người một trước một sau tiến đến. Người đi đầu là một lão già tóc bạc, làn da trắng nón hồng nhuận phơn phớt, không có một nếp nhăn, người ta thường nói tóc bạc mặt hồng hào chính là dạng này. Đi theo sau lưng lão già tóc bạc là một trung niên nam tử, gương mặt người này hiện ra màu xanh đậm quỷ dị, một đôi mắt trắng nhiều đen ít, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Hai người đi đến bên cạnh thạch đài liền ngừng lại, ánh mắt đều nhìn về phù lục màu đen. "Chính là hôm nay sao?" Lão già tóc bạc chợt mở miệng hỏi. "Đúng vậy, ta đã dùng Tiên Thiên Thần toán tính toán qua, chính là hôm nay." Nam tử mặt xanh lật tay lấy ra một đồ vật màu xanh giống như cái bàn tính, phía trên từng đám quẻ giao thoa cùng một chỗ, hơn nữa thỉnh thoảng tự động nhảy lên đứa nhỏ sơn nhi này là đệ tử có tư chất tốt nhất cùng thế hệ của hùng gia chúng ta đáng tiếc là xuất thân thứ hệ từ nhỏ tu luyện thuận lợi dẫn đến tâm cao khí ngạo những năm này một mực không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của gia tộc kiên trì đi con đường của mình hy vọng trải qua lần đại kiếp nạn này hắn có thể hiểu được giảm đi những kiên trì vô vị kia a à. lão già tóc bạc thở dài nói ra nam tử mặt xanh gật đầu nhẹ đang muốn nói gì đuôi lông mày chợt nhảy lên nói đã đến gã vừa dứt lời phù lục màu đen trước ngực thanh niên nam tử chợt tự động bốc cháy, hóa thành hỏa diễm tối đen như mực. Hoa văn chung quanh thạch đài cũng tỏa sáng hào quang, tách ra từng đạo hắc quang, hình thành một vòng sáng màu đen, bao phủ thi thể thanh niên nam tử vào. Lão già tóc bạc thấy cảnh này, lập tức bấm tay điểm một cái. Một đạo hắc quang bắn ra, chui vào trong ngọn lửa màu đen trước người thanh niên nam tử. Lập tức hỏa diễm sáng ngời mãnh liệt, chợt thoáng một phát tách nở ra, hóa thành năm ngọn ngay sau đó mấy đạo hào quang màu đen từ trong năm ngọn lửa bắn ra liên kết với nhau hình thành một cái ngũ tinh pháp trận vù 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 lập tức trong mật thất âm phong đại tác trong đó mơ hồ truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết âm hàn chi khí đại thịnh bất quá lão già tóc bạc và nam tử mặt xanh không thèm để ý điều này chút nào con mắt nhìn chăm chú vào ngũ tinh pháp trận hư không ở trung tâm pháp trận bắt đầu vặn vẹo hiện ra một đoàn bóng ma màu đen nhúc nhích như vật còn sống bóng ma chuyển động một lát Đột nhiên xoẹt xoẹt một tiếng nứt ra, một khe hở không gian lăng không hiển hiện ra. Sau một khắc, một đoàn kim quang từ trong khe hở không gian bay ra, lóe lên rồi chui vào trong cơ thể nam tử, biến mất không thấy bóng dáng. Không biết qua bao lâu, trên người thanh niên nam tử lập tức hiện ra từng trận kim quang. Lão già tóc bạc thấy cảnh này, nhãn tình sáng lên, phất tay phát ra một tia sáng trắng, bao phủ thân thể thanh niên nam tử lại. Sắc mặt thanh niên nam tử nguyên bản trắng xám vô cùng, lại nhanh chóng khôi phục bình thường trái tim cũng bắt đầu đập lại, dần dần tản mát ra một cỗ sinh cơ. Chén nhỏ thanh đăng trên đầu nam tử thanh niên, giờ phút này cũng chợt sáng lên gấp mấy lần, hơn nữa ổn định vô cùng, lẳng lặng thiêu đốt. Không biết qua bao lâu, con mắt thanh niên nam tử khẽ nhúc nhích hai cái, chậm rãi mở ra. Bất quá đồng tử gã tán loạn, một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Nơi này là, không đúng, không phải ta đã. Ánh mắt gã lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn chung quanh, rất nhanh liền thấy hai người lão già tóc bạc bên cạnh. Tộc trưởng, tứ thúc, gã biến sắc, thân thể khẽ động, muốn ngồi dậy. Sơn Nhi, chuyển hồn thuật vừa mới hoàn thành, bây giờ thân thể của ngươi còn chưa thể nhúc nhích, hảo hảo nằm. Lão già tóc bạc đưa tay đè lên bả vai thanh niên nam tử, trong miệng nói ra. Bờ môi thanh niên nam tử động đậy hai cái, cũng không có kiên trì, nằm xuống. Tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Ta hẳn là đã, tại sao lại phản hồi gia tộc? Thanh niên nam tử hỏi, việc này đều dựa vào tứ thúc ngươi, Năm đó hắn tính ra ngươi sẽ gặp một đại kiếp nạn sinh tử, chẳng qua hắn cũng coi không ra kiếp này khi nào xuất hiện, ứng với ai trên người ngươi. Cho nên năm đó khi ngươi rời gia tộc, hắn âm thầm thiết lập bên trong nguyên anh của ngươi một loại chuyển hồn bí thuật, một khi nguyên anh của ngươi bị vết thương chí mệnh, sẽ tự động đem nó dịch chuyển truyền tống về trong gia tộc, cho ngươi đoạt xá một cỗ thân thể khác. Lão già tóc bạc chậm rãi giải, giải thích, nguyên lai là như vậy, đa tạ tư thúc, nếu không tiểu chất giờ này đã vẫn lạc rồi. Thanh niên nam tử im lặng chốc lát, nói với nam tử mặt xanh. Ta và người chính là thân thúc tử, cũng không cần nói những lời như vậy. Nam tử mặt xanh khoát tay áo, tứ thúc ngươi tiên thiên thần toán, mỗi lần thi triển đều tổn thất tối thiểu vạn năm tu vi, lần này vì xem bói số mệnh của ta, tổn thất tu vi tối thiểu cũng 10 vạn năm, tiểu chất như thế nào không để ý chứ. Thanh niên nam tử trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nói ra. 10 vạn năm tu vi thì tính là cái gì, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, tứ thúc ta an tâm rồi. Nam tử mặt xanh mỉm cười nói ra. Thanh niên nam tử sụp mắt xuống, không nói gì thêm. Sơn Nhi, lần này ở Bắc Hàn Tiên Vực người gặp địch nhân như thế nào mà làm cho ngươi ăn thiệt thòi lớn như vậy? Lão già tóc bạc chợt mở miệng hỏi. Thanh niên nam tử nghe hỏi nói thế, trong mắt lóe lên lệ mang rồi biến mất, nhưng qua thật lâu cũng không nói gì. Được rồi, nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, việc này giao cho chính ngươi xử lý a. Lão già tóc bạc lắc đầu nói ra. Đa Tà tộc trưởng, thanh niên nam tử gật đầu nhẹ với lão giả, "Lần này ngươi trở về, tạm thời không nên rời đi, chúng ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng khôi phục tu vi, hơn nữa Tiên Cung đã mấy lần phát tới thư mời, trước ngươi hãy đi Tiên Cung nhậm chức, sự tình khác về sau từ từ hãy nói." Lão già tóc bạc còn nói thêm, thanh niên nam tử nhướng mày, trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu nhẹ. Lão già tóc bạc và nam tử mặt xanh thấy vậy, nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ vẻ vui mừng. Trên không một mảnh hoang nguyên màu đỏ, hai đoàn tia sáng trói mắt một đỏ một vàng đánh nhau chết sống, đánh đến long trời lở đất. Hai màu hào quang kịch liệt va chạm, phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh long trời lở đất, hư không cũng rung động lắc lư, từng cỗ vòi rồng ngập trời quét ra chung quanh. Ngẫu nhiên có một hai đạo hào quang rơi rải rác xuống, oanh trên mặt đất ra một đám hố to, nhấc lên bụi mù màu hồng đầy trời. Song phương giao chiến, một phương là một nữ tử áo bạc, chính là Cử Linh. Nàng đứng trên lưng giáp trùng màu vàng, Giờ phút này giáp trùng màu vàng đã biến lớn như ngọn núi, toàn thân tản mát ra màu vàng chói mắt. Một phương bên kia rằng co với nàng có chừng 7-8 người, tất cả đều mặc trường bào đỏ rực, trên trường bào thêu một cái đồ án hỏa nha trông rất sống động, chính là đoàn người chân diễm tông, toàn bộ đều ở tại đây, bất quá lại không nhìn thấy thân ảnh hô môn đạo nhân và vân nghe. Khí sắc đám người chân diễm tông đều không tốt, thực tế quần áo ba người húc xương tử đều tổn hại, mơ hồ có thể thấy một ít vết máu, tựa hồ có thương tích trên người lấy ba người húc dương tử cầm đầu, đám người chân diễm tông hợp thành một cái pháp trận hình hỏa diễm, đỉnh đầu mỗi người lơ lửng một đại phiên đỏ rực, phía trên hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Từng đạo hỏa diễm từ trên tám mặt hỏa phiên bắn ra, vào tới hướng cử linh và giáp trùng màu vàng. Mỗi một đạo đều tản mát ra nhiệt độ cao đáng sợ, những nơi hỏa diễm đi qua làm cho hư không run dày. Cử linh vẫn ung dung đứng ở trên lưng giáp trùng màu vàng, tay vuốt vuốt một cái hổ lô xanh biếc, không có ra tay giáp trùng màu vàng dưới chân nàng huy động hai chân trước, từng đạo tinh quang dài hơn một trượng bắn ra, dày đặc như mưa, va chạm với những hỏa diễm màu đỏ kia. Thanh âm bạo liệt trầm đục vang lên, tinh quang và hỏa diễm đều tiêu tán, triệt tiêu lẫn nhau. Cử Linh, chân diễm tông chúng ta và ngươi không cửu không oán, vì sao đột nhiên tập kích chúng ta? Húc Dương Tử nhìn giáp trùng màu vàng kia, đồng tử trong mắt co rụt lại, lập tức nhìn về phía Cử Linh giận dữ hét. Tới Minh Hàn Tiên phủ này tự nhiên là vì tầm bảo. Bất quá các ngươi nhìn xem, ta chỉ có một người, hiệu suất thật sự không cao, cho nên trước lúc tiến vào tiên phủ, thuận tay để lại một ít ấn ký trên người các ngươi. Như vậy sau khi tiến vào tiên phủ, ta cũng không cần vội vàng, chỉ cần tìm được các ngươi giết chết, bảo vật các ngươi tìm được đương nhiên đều thuộc về ta, như vậy tầm bảo vừa nhanh lại đơn giản, thật sự là một biện pháp tốt đúng không? Cư Linh ngẩng đầu, nhìn đám người húc dương tử cười nói. chương 447, Tiên Thiên Linh Hồ, Tiên Thiên Linh Hồ. Nghe cử linh nói vậy, đám người húc dương tử như muốn bốc hỏa, thiếu chút nữa thổ huyết, đồng thời trong lòng cũng không ngừng sợ hãi, tất cả không hẹn mà cùng thả thần thức ra dò xét trên người mình. Trong mắt cử linh hiện lên một tia trào phúng, một tay nhấc lên, miệng nói khẽ đi. Hai bên hư không phía trước nàng lóe sáng, hiện ra một cự tầm màu xanh dài khoảng 10 trượng và một con cự mãng trắng như tuyết lớn tương tự. Cả hai con lập tức bổ nhào về phía đám người húc dương tử. Thân hình cự tầm nhìn cồng kênh, toàn thân tản mát ra quang mang màu xanh đen, nhưng không ngờ tốc độ của nó lại nhanh hơn cự mãng mấy lần, lóe lên cái đã xuất hiện ở trước mặt đám người chân diễm tông. Miệng nó vừa há, thanh mang trong miệng vừa hiện liền phun ra chi chít những sợi tơ chẳng chịt, đan vào nhau thành một tấm lưới lớn màu xanh chụp về phía đám người húc dương tử. Những sợi tơ tằm màu xanh này sáng rực, óng ánh trong suốt, không ngờ còn nhẹ nhẹ tỏa ra dao động pháp tác lực. Đám người húc dương tử nhìn thấy cảnh này thì khiếp đảm. Kim ô biến, tiếng húc dương tử hét lớn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết há mồm phun ra một ngụm tinh huyết chui vào trong đại phiên trên đỉnh đầu linh văn bên ngoài đại phiên đột nhiên sáng ngời nổi lên một vùng lửa sáng trong nháy mắt biến thành màu vàng hơn nữa còn phun ra một cột lửa màu vàng miệng những người khác cũng lập tức phun ra tinh huyết bấm niệm pháp quyết thi pháp hỏa phiên trên đỉnh đầu tản mát ra hỏa diếm cũng đều đã biến hoàn toàn thành màu vàng phun ra từng cột lửa màu vàng trong hư không tám cột lửa trên đỉnh đầu mỗi người dung hợp với nhau thành một con hỏa điểu màu vàng lớn chừng trăm trượng, đầu mọc màu phượng, phía sau là chiếc đuôi lửa thật dài, phía dưới có ba cái chân, thoạt nhìn thần tuấn dị thường. Kim sắc hỏa điểu ngẩng hót một tiếng, hai cánh to lớn giang ra đánh về phía tấm lưới lớn màu xanh đang chụp tới trước mặt. Tấm lưới lớn màu xanh vừa đụng vào kim sắc hỏa điểu, ngay lập tức như đụng phải khắc tinh, liền bốc cháy, biến thành khói xanh lượn lờ phiêu tán. Đuôi lông mày cứ linh trao lại khi nhìn thấy cảnh này. Cùng lúc đó, con cự máng trắng như tuyết cũng bay nhào đến gần đám người chân diễm tông, bỗng nhiên nó há to miệng, phun ra một luồng bạch quang lóng lánh to dày. Luồng bạch quang vừa bay ra, lập tức vô thanh vô tức vỡ vụn, hóa thành một làn sương mù trắng mịt mờ, xen lẫn trong đó từng khối băng màu trắng, phô thiên cái địa, quét tới đám người chân diễm tông. Sương mù màu trắng tản mát ra hàn khí ngập trời, hư không gần đó bỗng chốc như cũng bị đóng băng lại. Cự tằm màu xanh kia một kích không thành, rít lên một tiếng chi chi tựa như có chút tức giận, lần nữa phun ra vô số tơ tằm màu xanh giống như vô số mũi tên màu xanh đâm xuống. Giáp trùng màu vàng dưới thân cự linh cũng không có nhìn không, miệng phát ra một tiếng kêu bén nhọn, hai chân trước phóng ra kim quang rực rỡ, bắn ra hai luồng tinh quang cỡ trăm trượng. Hư không lóe lên, hai đạo tinh quang bỗng dưng xuất hiện phía trước đám người chân diễm tông, đan vào nhau chém xuống. Ba đại kỳ thú liên thủ đánh ra, khí thế tất nhiên là vô cùng khủng khiếp. Trong mắt húc dương tử hiện lên vẻ kinh ngạc hai tay lập tức bấm niệm thần chú xoay tròn, vẻ mặt những người còn lại đều rất nghiêm trọng. Linh mang của đại phiên trên đỉnh đầu mọi người trở lên lòe loẹ loẹt lóa mắt, hỏa diễm trên toàn thân kim sắc hỏa điều cũng đột nhiên sáng rực, quay tít một vòng, hóa thành một mảnh nhỏ. Bên trong vô tận xa hải, thanh diên phi chu nhanh chóng bay vụt về phía trước. Hai người đã bay gần nửa ngày, với tốc độ của thanh diên phi chu thì bọn hắn đã thâm nhập vô tận xa hải tương đối sâu. Giờ phút này sắc mặt hai người đều có chút phiếm hồng, hàn lập khá hơn một chút, nhưng lục phú tình thì hai gò má đỏ bừng trên người mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức cực nóng khác thường hàn lập đứng ở đầu thuyền vận chuyển linh mục giò xét động tĩnh chung quanh ồ hắn chợt ồ lên một tiếng ánh mắt nhìn về phía bên trái trước mặt chỗ ở cuối tầm mắt mơ hồ hiện ra một điểm màu xanh lá dường như là một ốc đảo đây chính là thận lâu huyễn cảnh trong truyền thuyết rồi lục phú tình mở miệng nói ra rút cuộc xuất hiện rồi mắt hàn lập lóe lên tinh quang mơ hồ có một tia kích động Thận lâu huyến cảnh này lợi hại vô cùng, có điều vì xác định vị trí chính là nơi đây, cũng chỉ có thể xông vào một lần thôi. Tuy nhiên, ta cũng không am hiểu phá giải ảo cảnh, chỉ có thể nhờ cậy Hàn đại ca. Lục vũ tình trần trừ một chút, nói với Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu, từ chối cho ý kiến, thanh quang dưới thân thanh diên phi chu bùng lên, tốc độ lại tăng vọt lên không ít, lao vội về phía ốc đảo. Phía trên cánh đồng hoang vu màu đỏ, giao phong vẫn đang tiếp diễn tiếng nổ kinh thiên truyền ra ầm ầm liên miên dẫn tới hư không và mặt đất phía dưới xung quanh đó đều bị chấn động không ngớt. Lúc này vẻ mặt tám gã chân diễm tông do húc xương tử cầm đầu đều rất nghiêm trọng, pháp quyết bấm niệm không ngừng. Ngoài húc xương tử và ba gã kim tiên ra thì sắc mặt mấy người còn lại đều đã trắng bệnh. Hỏa phiên trên đỉnh đầu mấy người đã sớm biến thành màu vàng ròng, phù văn bên ngoài lưu chuyển không ngừng, kim sắc hỏa điều đã không còn thấy bóng dáng, thay vào đó là một biển lửa rộng chừng mấy trăm trượng ngăn phía trước bọn họ biển lửa cuồn cuộn diễm mang ngăn cản công kích của ba đại kỳ thú do cử linh thả ra, đôi bên tạm thời ở vào thế rằng co nhau. Xem ra là ta đánh giá thấp các ngươi, những kẻ có thể tiến vào minh hàn tiên phủ này vốn nên có vài phần bổn sự. Vừa lúc để ta thử uy lực của thứ này, cử linh khẽ cười một tiếng, phất một tay lên, đem một cái hồ lô màu xanh biếc đang cầm trong tay ném ra ngoài. Đồng thời, miệng nàng phun ra một đoàn ngân quang tinh thuần, nó lóe lên rồi chui vào trong hồ lô, rồi biến mất. O, O, N, G. Hồ lô vốn nhìn như bình thường, đột nhiên run lên, lập tức tỏa ra lục quang chói mắt vô cùng, hình thể cũng biến lớn theo, biến thành một cái hồ lô màu xanh lá lớn chừng vài chục trượt, bên ngoài phủ từng vòng đường vân, toàn thân xanh biếc tựa như được làm bằng ngọc bích, thân hồ lô hơi rung rung, phát ra thanh âm ông ông run dày. Trong tiếng rung rung, bên ngoài hồ lô màu xanh lóe lên, hiện ra linh văn màu bạc như những con nòng nọc vậy, tản mát ra ngân quang rực rỡ làm cho không ai có thể nhìn thẳng được. Một cỗ chấn động pháp tác vô cùng to lớn phát ra từ trong hồ lô và khuếch tán ra chung quanh, theo đó hư không cũng run rẩy kịch liệt. Tiên thiên tiên khí, chứng kiến cảnh này, sắc mặt đám người húc xương tử nhau nhau biến đổi. Đám người húc xương tử định làm gì đó, nhưng ba đại kỳ thú vẫn công kích liên tục hết đợt này đến đợt khác, chỉ nội việc ngăn cản đám này cũng đã khiến bọn họ phải đem hết toàn lực rồi, thực sự không còn khí lực để phân ra nữa. Giờ phút này cử linh cũng thu hồi vẻ mặt trêu đùa, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời há miệng phun ra liên tiếp mấy đoàn ngân quang, lóe lên chui vào trong lục sắc hồ lô to lớn kia. Lập tức cái hồ lô lớn tản mát ra lục quang nồng đậm hơn rất nhiều, gần như ngưng thực, linh văn màu bạc phía trên vặn vẹo, uốn éo không ngừng, giống như vật sống đang cửa quậy vậy. Một tiếng bụp vang nhỏ, miệng hồ lô lóe lên linh quang, từ đó một vệt cầu vồng màu xanh lá bắn ra, cuốn về phía đám người húc dương tử. Bên trong cầu vồng màu xanh bất ngờ hiện ra một cái vòng tròn xanh biếc, tản mát ra một cỗ pháp tác chấn động không cách nào nói rõ. Hư không nổ âm một tiếng, hư không gần đó bỗng nhiên sụp đổ, toàn bộ thiên địa linh khí trong phạm vi mấy vạn dặm nổi lên điên cuồng, hiện ra các loại quang đoàn với đủ mọi màu sắc, cuồn cuộn hội tụ về, chui vào trong chiếc vòng xanh biếc kia. Vòng tròn xanh biếc mơ hồ biến lớn thêm vài phần, tỏa ra pháp tác lực càng thêm mạnh mẽ. Cầu vòng màu xanh lóe lên, đánh vào biển lửa màu vàng, lập tức xuyên qua như xuyên thủng một tờ giấy, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu đám người húc dương tử. Cầu vòng cuốn một cái thật mạnh, nhanh như chấp đem bao phủ hỏa phiên tám mặt trên đỉnh đầu đám người húc dương tử vào bên trong. Vòng tròn màu xanh biếc bên trong cầu vòng màu xanh đột nhiên biến lớn, bao lấy hỏa phiên tám mặt kia. Ngọn lửa màu vàng cháy trên hỏa phiên lập tức đều tiêu tán, hiện ra bản thể của đại phiên tám mặt. Vòng tròn xanh biếc chấp động, tản mát ra vầng hào quang màu xanh khiến người ta say mê, đại phiên tám mặt nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành cây tiểu phiên tám mặt quay tròn quanh cầu vồng màu xanh. Sắc mặt đám người húc dương tử kịch biến, ngay vừa rồi bọn họ cảm giác được tâm thần liên hệ giữa mình và hỏa phiên tám mặt trong nháy mắt đã biến mất. Cử Linh thấy một màn như vậy, mặt lộ vẻ hài lòng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Cầu vồng màu xanh lóe lên, bắn ngược ra, chui vào hồ lô lớn màu xanh. Cây tiểu phiên tám mặt cũng bị lục quang bao phủ, bay vào trong hồ lô. Đám người húc dương tử cứng họng, đã mất đi cây hỏa phiên tám mặt, biển lửa phía trước bọn hắn chấn động một hồi, ầm ầm tán loạn, đầy trời biển lửa cũng biến mất vô tung. Màu vàng biển lửa biến mất, công kích của ba đại kỳ thú không có trở ngại, lập tức phóng xuống. Xuy xuy xuy, vô số sợi tơ tằm màu xanh cuốn tới, lập tức cuốn chặt lấy đám người chân diễm tông vẫn còn đang trong khiếp sợ. Đám chân diễm tông giật mình phản ứng lại, đang muốn dẫy giụa. Hư không phụ cận lóe lên, hai đạo tinh quang to dày bỗng nhiên xuất hiện, nhanh như điện đan vào nhau chém tới huyết quang hiện ra, đám người chân diễm tông không thể cửa quậy, trong đó gồm cả ba người húc xương tử, toàn bộ bọn hắn bị chém thành hai đoạn, một vũng máu đen lớn chảy ra. Vào thời khắc này, một làn xương trắng vô cùng lạnh lẽo xen lẫn vô số tảng băng ẩm ẩm đánh tới. Một cỗ hàn khí đáng sợ nhiên bộc phát, một ngọn núi băng rộng vài vạn dặm từ đâu hiện ra, đem cả đám chân diễm tông đóng băng lại. Bên trong ngọn núi băng to lớn, những tu sĩ chân tiên đều đã vẫn lạc, chỉ có đám kim tiên húc dương tử là còn chút khí tức nhưng cũng không thể động đậy chút nào không tệ không tệ cừ linh chứng kiến cảnh này hài lòng nhẹ gật đầu miệng thì thào lẩm bẩm vào thời khắc này lông mày nàng chợt hơi nhíu lại trên mặt hiện lên một tia tái nhợt tuy uy lực hồ lô màu xanh lớn cho dù chưa luyện hóa thúc giục nó tiêu hao tiên linh lực cũng cực kỳ khổng lồ nàng nhẹ hít một hơi sắc mặt rất nhanh khôi phục lại khẽ vẫy tay về phía hồ lô trên đỉnh đầu hồ lô lớn nhanh chóng thu nhỏ lại trong mấy hơi thở đã hóa thành hồ lô như trước, rơi vào trong tay nàng. Ánh mắt cười linh lạnh như băng nhìn về phía đám chân Diễm tông trong núi băng, đang định làm cái gì. Nhưng vào lúc này, trên thân thể ba người húc xương tử đột nhiên hiện ra một ngọn lửa màu đỏ máu, sau đó tự động bốc cháy lên, hóa thành ba ngọn lửa màu đỏ. Ba ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng nối liền cùng nhau vào một chỗ, từ đó một cỗ lực lượng làm cho người ta sợ hãi đột nhiên bộc phát ra. Ken két, ngọn núi băng to lớn kịch liệt rung động lắc lư hiện ra một khe hở nhỏ phía trên. Cự mãng trắng như tuyết thấy cảnh này, nổi giận gầm lên một tiếng, bạch quang trên người sáng rực lên, liền muốn làm cái gì đó, nhưng đã muộn. Chỉ thấy ba đạo xích quang từ khe hở đó bắn ra nhanh như điện, bay về phía xa xa, bên trong xích quang mơ hồ có thể thấy ba cái nguyên anh cỡ vài tấc. Xuy xuy xuy, một chùm tơ tầm màu xanh lớn bắn ra, với tốc độ kinh người bay tới ba cái nguyên anh, nhưng so với tốc độ như thuấn di của nguyên anh thì rõ ràng có chút không kịp, chương 448, gió nổi mây vần, muốn chạy sao, lưu hết lại đây cho ta, cười linh khẽ cười một tiếng, nhấc tay một cái, cong ngón búng ra một cách hời hợt. Một tia ngân quang bắn ra nhanh như điện, mờ nhạt một cái rồi tan biến không còn dấu tích, sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở bầu trời ba cái nguyên anh cùng một cái bình nhỏ chạm trổ màu bạc. Một làn sáng mờ màu bạc từ miệng bình phun ra, lập tức bao phủ ba cái nguyên anh vào trong. Tại chỗ làn sáng mờ màu bạc, hư không lập tức trở nên vô cùng nặng nề ba cái nguyên anh bị ánh sáng màu bạc cuốn vào, liền như lâm vào trong đầm lầy, mặt ngoài nguyên anh chợt hiện xích quang nhưng đều không thể cử động được. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh húc xương tử lộ ra vẻ hung ác, há mồm phun một cái. Một thanh tiểu đao màu huyết hồng bắn ra, nhanh như tia chớp bổ xuống đầu của chính mình. Xoẹt, nguyên anh lập tức bị chém thành hai khúc, một nửa nguyên anh lập tức bốc cháy, hóa thành một hỏa diễm tiểu nhân màu đỏ, bên trong có vô số phù văn màu đỏ thấm nhảy múa. Xích diễm tiểu nhân chợt vung hai tay lên, cầm lấy làn sáng màu bạc ở xung quanh xé toạc một cái. Một tiếng rẹt, làn sáng mờ màu bạc lập tức bị rách ra một đường. Nửa còn lại của Nguyên Anh húc dương từ từ bên trong bắn ra nhanh như điện qua vết rách, tiếp đó lưỡi tiểu đao màu huyết hồng run lên, rồi vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn huyết quang bọc lấy nửa Nguyên Anh này. Tốc độ của nửa Nguyên Anh này đột nhiên nhanh gấp mấy lần, mờ nhạt một cái, rồi biến mất ở phía chân trời xa xa. Cư Linh thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn xuất thủ chặn lại nhưng đã muộn nàng cũng không để ý nữa, ngoắc ngón tay một cái, mặt ngoài bình nhỏ màu bạc sáng ngời ngân quang, phù một cái đã đem hai cái nguyên anh còn lại hút vào. Ầm ầm, ngọn núi băng màu trắng vỡ vụn ra, con mãnh xà khổng lồ màu trắng nâng pháp khí chữ vật của bọn người chân diễm tông, cung kính đưa đến trước người Cử Linh. Nàng ta dùng thần thức đảo qua những pháp khí này một cái, khẽ gật đầu, phất tay thu hết vào, rồi vỗ vỗ đầu cự mãnh, âu yếm nói: "Biểu hiện vừa rồi không tệ, trong đôi mắt to của con bạch sắc cử mãng hiện ra thần sắc xu nịnh, gật đầu với cử linh một cái, sau đó thân thể khổng lồ lắc một cái, hóa thành một đạo bạch quang bay vào cái túi nhỏ màu trắng bên hông cử linh. Con tầm khổng lồ màu xanh cũng bay tới, hóa thành một đoàn thanh quang chui vào một cái túi khác trên người cử linh. Thân hình cử linh thoát một cái, sau một khắc đã xuất hiện trên lưng con giáp trùng màu vàng ở phía xa xa. Chúng ta lại tiếp tục đi về phía trước sau. Giáp trùng màu vàng ngoác miệng, thình linh nói bằng tiếng người với giọng lanh lành, non nớt. Vừa rồi Nguyên Anh ba người kia bỏ chạy, trong ba bọn ngươi thì tốc độ của ngươi là nhanh nhất, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đều xuất thủ, vì sao ngươi đứng yên một bên? Trong mắt cử linh lóe lên vẻ lạnh lẽo, rồi hỏi. Chỉ là ba cái Nguyên Anh Kim Tiên, với thần thông của ngươi, thực sự muốn cản bọn chúng lại thì quá dễ dàng, căn bản không cần phải ta phải ra tay. Giáp trùng màu vàng dừng lại một chút, có vẻ khinh thường, cười cợt nói. Hừ, Đừng cho rằng lấy tư cách đạo trùng là dám không nghe lời lão nương. Ta thấy tiềm lực của ngươi không tệ nên mới tốn rất nhiều tâm tư bồi dưỡng cho ngươi. Đừng có mà không biết tốt xấu." Cử Linh lạnh giọng nói, Kim Sắc Giáp trùng vo ve đáp lại nhưng rất là qua loa lấy lệ. Trong mắt Cử Linh lóe lên vẻ giận dữ, nhưng nàng lại dường như vô cùng khoan dung với nó, rất nhanh kìm nén sự tức giận trong lòng. Tiếp tục tiến lên, nàng thở nhẹ một hơi thở, mở miệng, giọng nói đã khôi phục bình tĩnh. Kim sắc giáp trùng cũng không nói thêm gì nữa, kim quang lóe lên trên người, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo kim quang, bay cực kỳ nhanh về phía trước. Cử Linh ngồi xuống, ánh mắt nhìn về cái hồ lô màu xanh lục trong tay. Nàng bấm tay niệm thần chú, điểm một cái, miệng hồ lô lóe lên thanh quang, phun ra một cái tiểu phiên tám mặt màu đỏ thấm rơi vào trong tay nàng. Ánh mắt Cử Linh lộ vẻ hưng phấn, một cái hồ lô xuất sao mà phải coi trọng như vậy. Giáp trùng mở miệng nói, bảo vật này không thể coi như tiên khí bình thường được huyền thiên vật được trời xanh đất dưỡng ẩn chứa thần thông vô thượng danh chính ngôn thuận là tiên thiên tiên khí ở cả một giới cũng không có nhiều đại bộ phận sớm đã bị người lấy đi hồ lô này ở đây được sinh dưỡng đã không biết bao nhiêu năm tuổi pháp tắc nó mang theo là bí mật căn bản nhất của giới này dù như thế nào cũng không mang huyền thiên vật thông thường ra so sánh được ta bây giờ chỉ mới tìm ra một cái thần thông của nó mà đã lợi hại như vậy lần này trở về hảo hảo tìm hiểu thêm nhất định vẫn sẽ còn nhiều huyền diệu. Giọng nói cử linh vẫn bình tĩnh nhưng nếu lắng nghe kỹ thì có thể cảm nhận trong đó có mang vài phần kích động. Hắc hắc, thì ra hồ lô vốn không có gì thu hút này lại quan trọng như vậy. Lợi hại, lợi hại, hai tròng mắt màu vàng óng của giáp trùng quay tít một vòng, nó vo ve nói. Bất kể thế nào, lần này tới thực sự là đúng rồi. Có cái huyền tiên chi bảo này, ngoài trừ ta ra thì không còn ai khác có thể lấy được thái ất đan. Chờ ta tiến dài thái ất, tìm hiểu sự huyền diệu của bảo vật này, sau này chính là hướng tới Đại La cũng không phải là chuyện không thể. Nếu ngươi quyết một lòng theo ta, sau này không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Cử Linh Hưng phấn nói, nhưng câu sau cùng lại hướng đến giáp trùng màu vàng. Vậy đa tạ trước kim sắc giáp trùng đựa hồ không thèm để ý, từ tốn nói. Cử Linh thấy vậy, chân mày không khỏi nhíu thêm một lần nữa. Không biết điều, nàng hư một tiếng, lập tức không để ý tới giáp trùng nữa, tiếp tục quan sát hồ lô màu xanh biếc trong tay. Đột nhiên, thân sắc Cử Linh hơi động, ánh mắt xoay chuyển, nhìn vào chỗ gần miệng hồ lô. Toàn bộ thân hồ lô màu xanh biếc, phảng phất như được điêu khắc từ một khối ngọc bích mà thành nhưng nơi miệng hồ lô lại có màu sắc hơi nhạt hơn một chút, còn chưa hoàn thiện hoàn toàn, có chút hơi gợn. Xem ra vẫn là hái hơi sớm một chút, nếu như để muộn hơn mấy vạn năm nữa mới hái thì. Nhưng mà cũng không sao, sau này trở về tìm chút linh thổ, linh dịch từ từ bồi dưỡng trăm vạn năm, hẳn là cũng ổn. Trong lòng Cử Linh thầm thở dài, cái hồ lô màu xanh này là nàng phát hiện được ở một chỗ bên trong dược viên sau khi phát hiện ra báu vật này tất nhiên là nàng mừng rỡ như điên tuy biết rõ nó chưa phát triển hoàn thiện hẳn nhưng sau một hồi cân nhắc nàng thấy vẫn là phải hái xuống luôn hồ lô này còn chưa phát triển triệt để đã bị ngắt xuống chắc chắn tạo ra một ít ảnh hưởng không tốt với bảo vật này nhưng nàng đương nhiên sẽ không cam tâm để cho nó sống ở chỗ này thêm vài vạn năm nữa có trời mới biết lần sau có cơ hội lấy được hay không cừ linh nghĩ như vậy liền nhắm hai mắt lại, hai tay không ngừng bấm niệm thần chú. Từng đạo ngân quang chui vào bên trong hồ lô, trên hồ lô đột nhiên hiện ra lục quang mờ mờ. Bên trên một dải núi màu đỏ thấm dài liên miên, một đám tu sĩ đang bay nhanh qua. Chính là đám người thương lưu cung, đoàn người độn quang liền nhau, hóa thành một vệt cầu vồng màu lam trông như con rồng lớn, bay về phía trước cực kỳ nhanh. Phía dưới ngọn núi đỏ thấm là thực vật mọc đầy, một màu xanh biếc, trong đó có đủ là linh thảo linh dược, tản mát ra dao động linh khí mạnh mẽ, ở giữa không chung cũng có thể cảm ứng được. Đám người thương lưu cung, nhất là tu sĩ chân tiên thỉnh thoảng nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lộ ra vẻ thèm muốn. Nhưng lạc thanh hải bay ở phía đầu tiên, không có ý dừng lại chút nào, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm cúi, một mạch bay thẳng về phía trước. Những người khác thấy vậy, tất nhiên cũng không thể dừng lại tầm bảo. Cung chủ, tựa hồ chúng ta không cần thiết đi nhanh như vậy, những linh thảo phía dưới chỗ này có chút bất phàm, có chút hữu dụng với nhóm ta. Bạch Diện thư sinh ở cạnh Lạc Thanh Hải nhìn không được, đề nghị: "Sư đệ không cần nhiều lời, ta làm như vậy tự có đạo lý." Lạc Thanh Hải liếc mắt nhìn Bạch Diện thư sinh, chậm rãi đáp: "Vâng Bạch Diện thư sinh ngẩn ra, lập tức không dám nói gì nữa. Đoàn người Bắc Hàn Tiên cung lúc này đang đứng ở trước một tòa cung điện màu xanh lam. Bên trong cung điện màu lam mơ hồ có bảo quang, hiển nhiên bên trong có không ít đồ tốt. Đám người Bắc Hàn Tiên cung nhìn vào cung điện, trong mắt đều hiện lên vẻ tham lam vào đi, nhưng các ngươi chỉ có thời gian một khắc. Sau một khắc, lập tức xuất phát, tiêu tấn hàn chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng ra lệnh. Vâng đám người Bắc Hàn tiên cung hô một tiếng, rồi lập tức bay vào bên trong. Tiêu tấn hàn đứng ở cửa cung điện, không hề đi vào, ánh mắt nhìn xa xa, chớp chớp, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Một mảnh xám trong biển mây, một cái phi chu màu xám đang theo gió vượt sóng phi độn về phía trước. Trong mây mù của biển mây màu xám lóe lên từng đạo hắc quang, Phảng phất như từng tia chớp màu đen, thỉnh thoảng đánh vào phi chu nhưng đều bị một tầng màn sáng ngăn cản lại. Một đám người khoác áo bảo xám đang khoanh chân ngồi bên trong khoang thuyền, chính là đám người Phục Lăng Tông. Bóng người cao lớn khô gầy Phong Thiên Đô khoanh chân chính giữa khoang thuyền, những người khác lấy y làm trung tâm, làm thành vòng tròn. Từng vòng sáng màu xám từ trên người họ tản ra, tựa hồ đang thi triển bí thuật gì. Sau một hồi lâu, Phong Thiên Đô chợt mở mắt, cau mày. Sao lại thế? vậy mà không cảm ứng được khí thức của hai sợi cách nguyên pháp liên. Tên kia rốt cục đã chạy đến địa phương nào ảo rồi. Mặt y lộ vẻ trầm ngâm, miệng lẩm bẩm trên hư không ở một nơi nào đó trong tiên phủ, một vòng xích quang đang ở vạn dặm trong mây nhanh như chớp xuyên qua, chớp mắt đã vượt được không dưới vạn dặm Trong xích quang bao lấy hai thân ảnh, một là lão giả áo đen và một nữ tử váy vàng. Chính là hô ngôn đạo nhân cùng Vân Nghi sắc mặt hai người nghiêm túc, không nói một lời, yên lặng bắt pháp quyết thôi động độn quang tiến về phía trước. Trên hư không tại một đầm lầy tự nhiên, đám người tu sĩ nam lê tộc đang bị một đám quái điểu màu vàng đất vây quanh. Những con quái điểu này dài tới 4 năm trượng, trên đầu có mọc bướu thịt màu xanh biếc, mỏ nhọn, vuốt sắc, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Những con quái điểu này tu vi cũng không quá mạnh nhưng số lượng rất nhiều, gần mấy trăm đầu, hơn nữa tốc độ lại nhanh như chớp. Tu sĩ Nam Lê Tộc tuy có thực lực hơn xa đám quái điểu này nhưng vẫn bị chúng quấn lại ở chỗ này, trong chốc lát tựa hồ chưa có cách nào đi tiếp. Lúc này thế lực khắp nơi tiến nhập Minh Hàn Tiên Phủ đã có không ít thời gian, đều đã thâm nhập các nơi Tiên Phủ, mỗi nhóm hoặc gặp cơ duyên, hoặc gặp vận rủi. Người có cơ duyên thâm hậu tất nhiên được không ít bảo vật, cũng có khối kẻ vận khí cực kém ngã xuống nơi này. Bên trong Minh Hàn Tiên Phủ tính mịch không biết bao nhiêu năm tháng, lại lần nữa trở nên gió nổi mây vần. Trong vô tận xa hải, một đoàn thanh quang bay cực nhanh về phía trước. Chính là thanh diên phi chu. Hàn Lập đứng ở mũi tàu, hai tròng mắt lóe ra lam mang, thỉnh thoảng quét ra bốn phía. Lục Vũ Tình đứng ở bên cạnh hắn, tay đang cầm ngọc giản địa đồ. Màu đỏ trên mặt hai người lúc này thình lình tan biến hẳn, khôi phục bình thường, hiển nhiên đã căn cứ vào địa đồ tìm được khu vực thủy linh để giải trừ hỏa độc trong cơ thể. Mặc dù sau khi rời chỗ thủy linh, thân thể sẽ bị trúng độc lần nữa nhưng chỉ cần dọc đường đi dùng hết khả năng chủ tính tốt tuyến đường, đi qua những chỗ có thủy linh thì sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn. Hỏa độc quỷ dị ở vô tận xa hải nơi đây khiến cho để cho người khác vô cùng sợ hãi nhưng đối với bọn họ mà nói ngược lại không coi là uy hiếp gì. Lúc này, hai người đã đi vào sâu trong vô tận xa hải, khoảng cách với vị trí thông đạo cũng không còn xa. Trong lúc bất chợt, ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, nhìn về một chỗ ở bên phải phía trước. Nơi đó ở xa xa hiện ra một điểm màu xanh lục, dường như là một ốc đảo. chương 449, lớp lớp thận ảnh. Hàn Đại ca, đây là ảo cảnh thận lâu thứ 83 rồi. Bắt đầu từ chỗ này sẽ chuyển hướng đi về phía đông bắc. Lục phố Tình cũng lập tức chú ý tới khắc thường trước mặt, liền nói: "Hàn Lập nghe vậy, miệng lẩm bẩm, trên thân lập tức hiện ra kim quang trói mắt, chân ngôn bảo luân xoay tròn hiện ra. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, ở giữa bảo luân hiện ra một con người thật lớn, chính là chân thực chi nhãn. Từ con người tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, hướng thẳng về phía trước. Ngay sau đó, mặt ngoài thanh diên phi chu lóe lên thanh quang, rồi chuyển hướng, phi độn về phía đông bắc." Tuy rằng Hàn Lập đã thay đổi phương hướng nhưng ốc đảo vẫn xuất hiện ở trước mặt, đồng thời cùng với Phi Chu đi tới, nó càng lúc càng trở nên lớn hơn. Hàn Lập cũng không nỗ lực né tránh, thúc giục Phi Chu tiến thẳng vào bên trong ốc đảo. Cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, toàn bộ hoang mạc chung quanh chợt biến mất, Phi Chu xuất hiện bên trong một ốc đảo. Lọt vào tầm mắt là rừng cây rậm rạp, còn có hồ nước nhỏ, không khí ẩm ướt phả vào mặt, dường như đã tới được một thế giới mát lạnh, không khí nóng bức khi trước biến mất không còn sót lại chút gì không chỉ có như thế xung quanh ốc đảo còn chuyển động không ngừng làm cho người ta có một loại cảm giác trời đất quay cuồng choáng váng sắc mặt hàn lập bình tĩnh không quá lạ với tình huống xung quanh nhanh chóng bấm niệm pháp quyết dùng chân thực chi nhãn nhìn khắp nơi nhưng lục vũ tình lại lập tức nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp bảo vệ tâm thần thanh diên phi chu vẫn tiến về phía trước một cách vững vàng không bị ảnh hưởng chút nào bởi cảnh vật xung quanh bay tầm một khắc xung quanh ốc đảo chợt lóe lên sau đó giống như bọt biển bắt đầu tầng tầng lớp lớp tan vỡ, hóa thành hư vô. Cảnh vật xung quanh lần nữa hoa lên, lại trở về trong xa hải. Hàn lập vẫn như trước nhìn thẳng, không hề chớp mắt, tiếp tục thúc giục thanh diên phi chu tiến về phía trước. Không thể tưởng tượng được những ảo cảnh thận lâu này lại lợi hại như vậy, căn bản không thể nào tránh được. May mắn mà có hàn đại ca ở đây, bằng không dù có bản đồ biết chính xác đường đi chỉ sợ ta nửa bước cũng khó đi được. Lục vũ tình thở nhẹ một hơi, chậm rãi mở mắt, cười nói hàn lập nghe vậy chỉ cười nhạt nơi này cách thông đạo đã không còn xa tuy nhiên theo ta biết được chỗ đó có một con yêu thú cấp kim tiên trông coi muốn vào thông đạo chỉ sợ cũng không dễ lục phú tình do dự một chút rồi nói thêm ngươi có biết là loại yêu thú gì không hàn lập nhíu mày hỏi không rõ lắm chỉ nghe nói thực lực không kém nó trông coi thông đạo đó không biết qua bao nhiêu năm rồi lục phú tình lắc đầu nói không sao đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được hàn lập như có chút suy nghĩ nhẹ gật đầu chậm rãi nói lục vũ tình nhìn thấy thần tình của hàn lập như thế không khỏi thả lỏng tâm trạng trong nháy mắt hơn nửa ngày trôi qua trong lúc ở chỗ này bọn hắn gặp thêm mấy chỗ ảo cảnh thận lâu nữa hàn lập dựa vào chân thực chi nhãn hữu kinh vô hiểm mà vượt qua từng cái dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ của lục vũ tình thông đạo còn cách bọn hắn ở phía trước không xa giờ phút này hàn lập đang điều khiển phi chu tiến về phía trước nhưng lông mày lại hơi nhíu lại lúc này những ảo cảnh thận lâu bên trong biển cát này hắn đã không để ý tới rồi hiện tại điều duy nhất khiến trong lòng hắn cố kỵ chính là yêu thú thủ hộ thông đạo kia nếu đúng như những gì lục vũ tình nói con thú này trông coi thông đạo không biết đã bao nhiêu năm có trời mới biết hôm nay nó đạt tới dạng gì rồi có thêm những thông thông khác hay không đang cân nhắc một bóng xanh lóe lên phía trước lại là một ảo cảnh ốc đảo xuất hiện hàn lập vội vàng dừng suy nghĩ trong lòng kim quang lóe lên quanh thân thi triển chân thực chi nhãn đây là ảo cảnh thận lâu cuối cùng trước khi tới được thông đạo, không cần thay đổi phương hướng, cứ thẳng tiến là được. Lục Phú Tình nhìn lại địa đồ, nói ra, Hàn Lập nghe vậy gật đầu, thanh diên phi chu tỏa thanh quang sáng rực, hóa thành một đạo thanh ảnh bay thẳng tới, như muốn đâm thẳng vào bên trong ốc đảo phía trước. Nhưng vào thời khắc này, hư không phía trước lấp lánh, lại hiện ra bốn cái ảo cảnh ốc đảo. Năm ảo cảnh ốc đảo tạo thành hình ngôi sao năm cạnh, tương hỗ lẫn nhau, đồng thời tỏa sáng hào quang, bất thình lình chớp mắt một cái hóa thành một quang đoàn sáu màu vô cùng to lớn. Hàn Lập và Lục Vũ Tình thấy cảnh này, đều ngẩn ra nhưng lúc này muốn dừng phi chu lại thì đã không kịp. Thanh Diên phi chu lóe lên, rồi chui vào trong quang đoàn sáu màu phía trước, cảnh sắc xung quanh biến đổi, biển cát lần nữa lại biến mất. Tuy nhiên, cảnh vật ốc đảo lần này xuất hiện không giống lúc trước, mà là một không gian mở mịt. Vô số quang ảnh sáu màu lóe lên xung quanh, đan vào nhau, nhảy múa như một đoàn ma chơi. Từng cố huyễn thuật lực vô cùng cường đại từ bốn phương tám hướng dồn ép đến lợi hại hơn so với ảo cảnh ốc đảo trước kia gấp bội phần. Sao lại thế? Vẻ mặt lục vũ tình khiếp sợ, nhưng mà lời này còn chưa dứt, một cố huyễn lực cường đại ập đến bao phủ thân thể nàng. Con mắt lục vũ tình lập tức trở nên ngây dại, người đưa ra tựa như đã bị ảo cảnh nơi này khống chế tâm thần. Từng cố huyễn lực cũng ập về phía hàn lập, dù lực đề kháng của hắn tất nhiên hơn xa lục vũ tình, nhưng lúc này cũng cảm giác có chút cố hết sức trong đầu từng đợt cảm giác hôn mê kéo tới. Hắn hít sâu một hơi, lập tức đã vận hành luyện thần thuật, trong đầu ngay lập tức xuất hiện cảm giác mát lạnh, thần thức ngây ngốc cũng theo đó dần khôi phục tỉnh táo. Vào thời khắc này, lục phố tình bên cạnh trợt múa may tay chân, trong ánh mắt vốn đờ đẫn hiện lên vẻ điên cuồng. Nàng quay đầu nhìn về phía hàn lập, trong mắt tràn ngập sát ý, trong tay lóe lên ánh bạc, không biết từ đâu xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Ngay khi kiếm xuất hiện đã tỏa ra kiếm quang màu bạc chói mắt. Màu bạc trên kiếm quang này vô cùng thuần khiết, hơn nữa còn hiện thành dạng sợi, như là vô số sợi hào quang màu bạc vậy. Trường kiếm màu bạc mở đi một cái, hóa thành một đạo ảo ảnh mơ hồ, bổ xuống đầu hàn lập. Kiếm ảnh chưa đến, kiếm ý vô cùng sắc bén đã ẩm ẩm tới, phảng phất như vô số mũi kim cứng như thép được nung đỏ đâm vào thần hồn hàn lập. Mặc dù thần hồn hàn lập cường đại vẫn khiến hắn nhướng mày, nhịn không được, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Đồng thời trong lòng hắn cả kinh, một đường đồng hành cùng Lục Vũ Tình đến nay, chưa từng thấy qua Lục Vũ Tình thi triển kiếm thuật, tu vi kiếm đạo cô gái này thật không ngờ tinh thâm, đạt đến năng lực kiếm ý đả thương thần hồn người. Chẳng qua chút thương tổn này chưa thể làm hắn phải để vào trong mắt. Chỉ thấy năm ngón tay hắn bắn ra liên tục, năm đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, một đạo ngăn trường kiếm màu bạc lại, mấy đạo còn lại liền muốn xoắn nát nó. Vậy mà cổ tay Lục Vũ Tình khẽ động, trường kiếm màu bạc như đuôi con cá vẫy một cái, không thể tưởng tượng nổi lắc một cái từ trong năm đạo kiếm khí thoát ra. Toàn thân lục vũ tình chợt toát ra thanh quang chói mắt, thân ảnh quay tròn, biến mất trong hư không. Hàn lập ngẩn ra, liền sau đó một khắc, quanh người hắn lay động bóng người, năm lục vũ tình giống nhau như đúc đột nhiên xuất hiện. Trên người từng lục vũ tình đều tản mát ra kiếm khí mãnh liệt lành lạnh, hoàn toàn khác biệt lúc trước, trường kiếm màu bạc trong tay một lần nữa tỏa sáng hào quang, nhằm các vị trí yếu hại trên cơ thể hàn lập đâm tới, vô cùng tàn nhẫn. Keng, năm thanh trường kiếm màu bạc đâm vào hàn lập đều bị một lớp màng mỏng tỏa tinh quang cản lại cùng lúc đó chân thực chi nhãn trước người hàn lập vàng trói lọi lướt qua năm người lục vũ tình sau một khắc mắt hàn lập sáng lên tựa hồ hiểu ra cái gì bỗng nhiên há mồm một đạo hồ quang màu vàng lớn từ trong miệng hắn bắn ra lao cực kỳ nhanh về phía một lục vũ tình ở bên trái hắn nàng lục vũ tình đó khẽ quát một tiếng cánh tay vung lên trường kiếm màu bạc trong tay hóa thành một màn kiếm màu bạc vô cùng dày đặc bảo vệ toàn thân hồ quang màu vàng đánh lên trên màn kiếm lập tức một hồi âm thanh giòn vang ầm ầm nó thình lình lại bị từng vệt kiếm ảnh xoắn nát gần một nửa nhưng màn kiếm màu bạc cũng run rẩy kịch liệt rốt cục đạt tới cực hạn một tiếng bùm tán loạn ra trường kiếm màu bạc này trong tay lục vũ tình chợt vỡ vụn ra hóa thành vô số mảnh nhỏ màu bạc hồ quang màu vàng còn sót lại không hề dừng lại chút nào mà tiếp tục đánh tới người lục vũ tình thân hình nàng ta nhất thời như bao tải bị đánh bay ra ngoài đụng thẳng vào khoang phi chu Thân hình Bốn Lục Vũ Tình khác run lên, sau đó tan biến không còn dấu tích. Kết quả này khiến Lục Vũ Tình kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lần nữa xoay người nhảy lên, mắt sáng rực hung quang, định làm gì đó. Vào thời khắc này, hư không quanh người nàng lóe lên một sợi xích trong suốt, to lớn không biết từ đâu hiện ra, nhanh như chớp, chói nàng ta lại. Những sợi xiềng xích này có màu trắng bạc, chiếu ra ánh sáng trong suốt, hơn nữa lại như ẩn như hiện, phảng phất như không phải thực thể. Chính là thần niệm chi liên. Thân thể lục vũ tình nhất thời không thể động đậy nhưng thần tình cuồng loạn trên mặt vẫn chưa khôi phục lại bình thường, vẫn đang ra sức dẫy dụa. Hàn lập đọc chú ngữ cực nhanh, cong ngón búng một cái, bắn ra đạo pháp quyết chui vào các vị trí trên cơ thể lục vũ tình. Trong pháp quyết ẩn hiện vô số phù văn, tản mát ra phòng ấn lực. Pháp quyết vào cơ thể, trên người lục vũ tình nhất thời hiện ra mấy cái vòng trong suốt, siết chặt vào thân thể của nàng. Thanh quang hộ thể nàng ta nhất thời như băng tuyết gặp lửa đều biến mất, thân thể mềm nhũn, Nhào một cái ngã xuống mặt đất. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập khẽ gật đầu, đây là hắn nghiên cứu thất diệu tinh hoàn, mô phỏng cầm cố lực ở trong đó, tự sáng lập ra một môn bí thuật, xem ra hiệu quả coi như đáp ứng được mong muốn. Chỉ là sự việc vừa rồi lại làm cho trong lòng của hắn nổi lên nghi hoặc. Nếu không phải trường kiếm màu bạc trong tay Lục Vũ Tình có phẩm chất quá kém, chỉ là một kiện pháp bảo tầm thường, còn không được tính là linh bảo thì nói không chừng lúc này hắn còn chưa bắt được nàng thực lực lục vũ tình vừa mới thể hiện so với biểu hiện ra ngoài của nàng dọc trên đường mạnh hơn nhiều lắm lẽ nào nàng ta cố tình giấu giếm hàn lập nhìn thật kỹ cô gái đã ngã này một lúc rồi liền rời ánh mắt đi lúc này thân vẫn đang ở trong hiểm cảnh cũng không thể quá để ý tới lục vũ tình chân cực chi mô lóe lên quanh người biến mất hắn khoanh chân ngồi xuống nhìn không gian sương mù ở xung quanh cái ảo cảnh này tuy lợi hại nhưng hắn có thể nhìn ra được không gian sương mù chung quanh này cùng với ảo cảnh ốc đảo lúc trước về bản chất là giống nhau. Mấy ngày qua đã có kinh nghiệm phá giải ảo cảnh, hắn có lòng tin có thể phá trận được. Hàn lập lầm nhầm, hết thảy tiên linh lực trong cơ thể đều vận chuyển, dung nhập vào trong chân ngôn bảo luân trước người. Chân ngôn bảo luân lập tức tản mát ra kim quang huy hoàng, đặc biệt là chân thực chi nhãn trong đó kim quang xoay tròn, trở nên óng ánh trong suốt, vô cùng chói mắt. chương 450, đã chậm một bước, Hàn lập hít sâu một hơi, không chút do dự phất tay về phía chân thực chi nhãn một cái, một đạo kim quang từ trong tay áo bắn ra, lóe lên rồi chui vào trong chân thực chi nhãn. Bên trong chân thực chi nhãn kim quang lần nữa sáng ngời, sau đó từng đạo kim quang từ trong bắn ra. Những kim quang này có tốc độ cực nhanh, lập tức lan tràn đến các nơi không gian sương mù. Hàn Lập nhắm mắt lại, mười ngón tay bắt quyết, chân thực chi nhãn lập tức lóe lên, những kim quang bên trên cũng rung rung nhẹ nhàng, tựa như những xúc tu, vô cùng linh mẫn. Cảm giác được mọi thứ bên trong không gian sương mù. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt qua gần nửa canh giờ, Hàn Lập cứ khoanh chân ngồi như vậy, không hề nhúc nhích. Vào thời khắc này, một chỗ không gian sương mù chợt vang lên một tiếng trầm đục rất nhỏ. Trên một sợi kim quang đột nhiên bộc phát ra một vòng kim quang, không gian sương mù bên cạnh sợi kim quang đó hơi run lên, nổi lên từng gợn sóng đường vân. Hàn Lập bỗng nhiên mở to mắt nhìn về chỗ đó, đồng thời mười ngón tay vỗ động liên tục. Tinh quang chỗ mi tâm của hắn lóe lên, một cỗ thần niệm lực khổng lồ ùn ùn phóng tới. Bên cạnh chỗ không gian sương mù bị chấn động đó lóe lên ngân quang, hiện ra một chùm thần niệm chi liên, khoảng 8-9 sợi. Đầu nhọn của những sợi thần niệm chi liên lóe ra hàn quang nhàn nhạt, nhạt, đâm mạnh vào điểm chấn động hư không vừa rồi. Một vòng lục quang chói mắt chợt từ chỗ hư không đó bộc phát ra, đồng thời vặn vẹo điên cuồng, hiện ra một khe hở cực nhỏ. Con mắt Hàn Lập chợt sáng ngời, quang mang trên người đại phóng, đều rót vào phi chu dưới thân. Vèo, thanh diên phi chu mơ hồ biến thành một đoàn lục ảnh, trong nháy mắt bay vào trong khe hở đó, biến mất không thấy. Ảo cảnh xương mù chung quanh hàn lập biến mất vô tung, loáng một cái, phi chu lại xuất hiện lần nữa trong biển cát, cũng không dừng lại mà tiếp tục bay về phía trước. Thấy tình hình này, hắn mới thầm thở ra một hơi. So với những lần trước thì ảo cảnh lần này khó vượt hơn rất nhiều, ngay cả hắn cũng suýt không cách nào thoát được. Lúc này ở một bên Phi Chu, thần sắc Lục Vũ Tình cũng bình yên trở lại, không còn điên cuồng nữa, nàng nằm trên sàn không nhúc nhích, dường như đã ngủ say. Hàn Lập nhìn thoáng qua phía nàng, sắc mặt lộ vẻ do dự. Sau một lát, dường như hắn hạ quyết tâm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Thần niệm chi liên trên người Lục Vũ Tình được cởi ra, tinh quang phía ngoài chớp lên, dần dần biến mất. Đồng thời, mấy cái vòng trong suốt trên người Lục Vũ Tình cũng lóe lên hai lần, rồi biến mất không thấy gì nữa hàn lập bấm tay một cái một đoàn lục sắc khác bắn ra chui vào mi tâm lục vũ tình nàng này rên ư ư một tiếng bờ mi hơi rung rung hai cái từ từ mở mắt ra trong mắt mặc dù còn mang theo vài phần mê man nhưng cơ bản đã khôi phục tỉnh táo nàng lắc lắc đầu đột nhiên biến sắc ngồi bật dây có chút kinh hoàng nhìn chung quanh nhìn thấy tình huống chung quanh nàng ta khẽ giật mình từ từ bình tĩnh lại Xem ra Hàn Đại ca đã phá giải cái ảo cảnh kia, không thể tưởng được ảo cảnh cuối cùng đó lại lợi hại đến vậy." Lục Vũ Tình đứng lên nói, thần sắc còn hơi sợ hãi. Hàn Lập chăm chú quan sát thần sắc Lục Vũ Tình, lúc này nhíu mày một cái nhưng không nói gì. "Hàn Đại ca, làm sao vậy?" Lục Vũ Tình để ý tới ánh mắt Hàn Lập, bèn hỏi. Hàn Lập lắc đầu, nói, "Không có gì, bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào?" Lục Vũ Tình nghe vậy, khẽ giật mình, lập tức tay đè lên chỗ giữa ngực và bụng ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn nhưng cũng càng ngạc nhiên hơn bèn hỏi sao ta lại bị thương vậy vừa mới ở trong ảo cảnh kia tâm thần ngươi bị khống chế đột nhiên tấn công ta hàn mỗ bất đắc dĩ đành phải chế trụ ngươi thời điểm ra tay có chút không đúng mực hàn lập chậm rãi nói ra lục phú tình sửng sốt một chút sau đó vội vàng khoát tay áy náy nói không có việc gì tiểu nữ không giúp được gì đã vậy còn luôn phiền toái đến hàn đại ca là do ta không phải hàn lập nhìn về phía trước nói dựa theo trước đây suy đoán phía trước hẳn là chỗ thông đạo kia rồi chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục hành trình nói xong hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết lục quang mặt ngoài thanh diên phi chu hơi chấn động một chút rồi phi chu dừng lại lục phú tình nhẹ gật đầu đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống lấy ra một viên đan dược ăn vào chung quanh thân thể nàng hiện ra một tầng thanh quang sáng ngời hình thành một vòng sáng thanh sắc bao bọc thân hình nàng lại hàn lập quan sát lục phú tình trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Thân sắc lục vũ tình vừa rồi không giống như giả bộ, chẳng lẽ nàng ta thực sự không nhớ những chuyện đã xảy ra bên trong ảo cảnh lúc trước. Hàn lập ngẫm nghĩ vài lần, rất nhanh lắc đầu, không nghĩ những việc đó nữa nhưng trong lòng hắn có thêm mấy phần cảnh giác. Tay áo hắn phất lên, từng đạo lam quang bắn ra, rơi vào bên cạnh phi chu, đó là một cái trận kỳ. Lam quang rực rỡ từ trận kỳ phát ra, hình thành một cái màn sáng màu lam dày đặc bao phủ lấy thanh diên phi chu. Sau khi làm xong, Hàn lập lật tay, một viên đan dược đỏ thấm hiện ra. Viên đan này bị một tầng quang cháo đỏ thấm bao bọc, mơ hồ tản mát ra linh lực kinh người, đúng là tham thiên đan do giao tam tặng lúc trước. Lúc trước phá giải ảo cảnh, tiên linh lực trong cơ thể hắn tiêu hao không ít, phía trước chính là thông đạo, còn phải đối phó một đầu yêu thú kim tiên cảnh thực lực không rõ, cần phải rất nhanh khôi phục nguyên khí. Hắn há miệng nuốt viên đan này vào, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực, rất nhanh trên mặt nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ, tiên linh lực nhanh chóng khôi phục. Một nơi trên không sa mạc màu đen ở Minh Hàn Tiên Phủ, một phi sa màu bích ngọc lập lẻ ánh sáng màu xanh, bay nhanh về phía trước. Nơi này thình lình đúng là nơi bọn Hàn Lập vừa mới đi qua hắc nham sa mạc. Trên phi sa là một nam tử dáng người cao gầy đang đứng, trong tay đang cầm một cái la bàn màu trắng, phía trên có một điểm hồng quang chấp động kịch liệt. Quả nhiên là luyện thần thuật, hừ, lần này rơi vào trong tay bổn tọa, đừng mong đào thoát nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn tới phía trước, không thấy gã thi pháp như thế nào, bích ngọc phi xa đại phóng thanh mang, bốn cái bánh xe điên cuồng xoay trò, hóa thành bốn cơn gió lốc màu xanh mơ hồ. Tốc độ bích ngọc phi xa đột nhiên tăng nhiều, so với trước nhanh gấp mấy lần, nhanh chóng vô cùng bay về phía trước. Trong nháy mắt qua đã qua nửa canh giờ, trên thanh diên phi chu, hàn lập mở to mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, tiên linh lực đã hoàn toàn khôi phục. Sau một lát, ánh sáng màu xanh trên người lục vũ tình cũng lóe lên thu lại, thoạt nhìn khí sắc cũng khôi phục như trước. Đi thôi, Hàn Lập thấy lục vũ tình thu công, phất tay triệt tiêu cấm chế chung quanh Phi Chu, bấm niệm pháp quyết thúc dục Phi Chu tiếp tục tiến lên. Trong thời gian tiếp theo, hai người đi một đường đều không nói gì, rất nhanh bay về phía trước đã hơn một canh giờ. Lúc này theo lý thuyết đã là chỗ sâu nhất trong vô tận xa hải, không khí cực nóng chung quanh cũng dần dần yếu bớt, thậm chí trong không khí còn nhiều thêm vài phần khí tức âm hàn. Ngay lúc đó, đồng tử Hàn Lập co rụt lại, vung tay lên, thanh diên phi chu lập tức ngừng lại. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước lần nữa hiện ra một ốc đảo. Ốc đảo này có chu vi đại khái khoảng 450 trượng, cây cối xanh um tùm, trong đó còn kèm theo một ít hoa cỏ, chẳng qua đều là phàm vật. Trung tâm ốc đảo là một hồ nước hình mặt trăng, nước bên trong có màu trắng bạc, tán phát ra trận trận vầng sáng, mặc dù lúc này là giữa ban ngày cũng dễ làm người khác chú ý vô cùng, thoạt nhìn giống như một vầng trăng tròn sáng rực rơi ở trong vô tận xa hải này vậy. Ốc đảo cũng không phải ảo cảnh, mà là tồn tại chân thật. Giữ hồ trăng bạc này có một cái vòng xoáy đen kịt lớn mấy trượng, xoay tròn rất nhanh, phát ra thanh âm ô ô. Từng cỗ chấn động không gian từ trong vòng xoáy màu đen tán phát ra, ở chỗ sâu trong vòng xoáy ẩn hiện nhẹ nhẹ bạch quang, dường như thông đến một thế giới khác. Hồ nước chung quanh cũng bị ảnh hưởng của vòng xoáy khuấy mà xoay tròn theo không gian thông đảo, lục vũ tình đại hỷ, nói nhỏ. Hàn lập không có nhìn về vòng xoáy màu đen mà ánh mắt lại rơi vào một khu rừng rậm bên bờ hồ, sắc mặt hơi đổi. Hắn phất tay thu hồi thanh diên phi chu, thân hình bay vụt hạ xuống. Lục vũ tình giật mình khẽ, lập tức theo thói quen đuổi theo. Hạ nhanh xuống đất, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình ngừng lại một chút. Chỉ thấy một chỗ trong rừng, một đầu dị thú ước chừng vài chục trượng đang nằm dạp xuống. Lúc trước ở giữa không trung, con thú này bị rừng rậm che khuất nên lục vũ tình không thể nhìn thấy. Con thú này giống như con trâu vàng, cơ bắp trên thân thể nở nang, nhìn cực kỳ hùng tráng, da lông toàn thân có màu xanh biêng biếc, giống như một loại ngọc cổ xưa. Trên bốn chân mọc ra móng vuốt sắc bén như móng vuốt chim ưng, lóe ra từng trận hàn quang, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ áp bách. Nếu con thú này còn sống, tất nhiên đúng là một đầu dị thú cực kỳ lợi hại. Nhưng mà con trâu lớn màu xanh này không ngờ đã bị đầu lìa khỏi cổ, một cái đầu trâu cực to nằm cách đó không xa, trên đầu có một cái sừng đen kịt, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ sợ hãi, dường như trước khi chết nhìn thấy thứ làm cho nó cực kỳ khiếp sợ. Xem ra đã có người tới trước chúng ta, lần này tiến vào tiên phủ, mấy thế lực lớn cũng biết trong vô tận xa hải này có thông đạo đi xuyên qua, tuy rằng bọn hắn chưa hẳn có địa đồ nơi này, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, muốn tìm được nơi đây cũng không phải là không thể. Trên mặt lục vũ tình rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc, nói ra. Hàn lập gật đầu, ánh mắt tập trung nhìn vào vết thương trên cổ con trâu, con người không khỏi đông cứng lại. Thật sự là không đơn giản, sắc mặt hắn ngưng trọng, thấp giọng tự nhủ, miệng vết thương con trâu lớn bóng loáng, dĩ nhiên là bị người dùng một đao chém ngọt. Hơn nữa bên trong ốc đảo cũng nhìn không thấy dấu vết đánh nhau, chỉ sợ yêu thú trâu này là bị người một kích chém giết. Tuy rằng con thú này đã chết đi, nhưng từ khí thức thi thể này thì khi còn sống thực lực khẳng định không kém. Đối mặt một đầu yêu thú kim tiên, vẫn có thể một kích chém giết, Thực lực người này mạnh cỡ nào có thể tưởng tượng được. Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái rơi vào bên cạnh thi thể con trâu, chợt thò tay quét qua miệng vết thương, dính một ít máu trên miệng vết thương. Sau đó hắn đem máu dính trên tay đưa tới trước mũi người một chút, con mắt hiện lên một tia tinh quang. "Hàn đại ca, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ ngươi biết là ai giết đầu yêu thú này?" Lục phú tình quan sát hành động của Hàn Lập, trên mặt có chút kinh ngạc, hỏi: "Không biết, bất quá mặc kệ là do người nào làm." không liên quan nhiều với chúng ta. Nếu người này thay chúng ta giết con yêu thú này, ngược lại làm chúng ta đã tốn công sức rồi. Đi thôi, trên tay hàn lập lóe lên ánh sáng màu xanh, đánh bay vết máu ra ngoài, nói. Đúng thế, đôi mắt đẹp lục vũ tình chấp lên, gật gật đầu. Hai người phi thân rơi vào trước vòng xoáy màu đen, nhìn vào bên trong. Không có gì nguy hiểm, hàn lập cảm ứng một chút tình huống bên trong, nói ra. Sau đó thân hình hai người nhoáng một cái, hóa thành hai luồng thanh quang, lóe lên, bay vào bên trong thông đạo màu đen. chương 451, Cung Điện, Hàn Lập cảm thấy hoa mắt một cái, cảnh vật bên trong cũng biến hóa theo, thân ảnh hắn liền xuất hiện ở một khung cảnh hoàn toàn mới. Hắn định thần một chút, ánh mắt quét qua chung quanh, chỉ thấy địa thế bốn phía bằng phẳng, nhìn chỗ nào cũng một mảnh đất đỏ hoang vu, không có một bóng cây ngọn cỏ, ngay cả một sinh vật bé nhỏ nhất cũng không có. Lục vô tình đứng bên cạnh cách đó không xa, nàng cũng đang dần dần phục hồi lại tinh thần phía trước cách không xa hai người đang có một lốc xoáy không quá lớn bụi đỏ trên mặt đất cuộn lên mù mịt không khí tràn ngập mùi hoang liêu hàn lập nhìn bốn phía chung quanh hai hàng lông mày nhíu chặt lại vừa rồi hắn thả thần thức gia định dò xét nơi này rốt cuộc lại phát hiện toàn thân bị giam cầm bởi một lực lượng không rõ tuy hành động không trở ngại gì nhưng thần thức lại không cách nào phóng xuất ra ngoài được hàn lập thở dài Nhịn không được thì thào, cuối cùng Minh Hàn Tiên phủ này có những gì mà sao có nhiều chỗ cổ quái như vậy. Ngược lại Lục Vũ Tình thấy tình cảnh này lại không quá ngạc nhiên, nàng mỉm cười nói, khi còn bé ta từng đọc được một bản cổ tịch trong thư phòng của phụ thân, trên đó nói thời kỳ xa xưa, tên gọi ban đầu của Bắc Hàn Tiên vực là Minh Hàn Tiên vực, sau này không biết xảy ra chuyện gì nên mới sửa lại tên. Minh Hàn Tiên phủ này có cùng tên với tiên vực cổ xưa đó, nếu có quan hệ với nhau thì việc có nhiều khu vực cổ quái, rộng lớn cũng không có gì kỳ lạ. Nghe vậy, Hàn Lập đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên thần sắc cứng đờ, miệng vừa mở rộng thì dừng lại. "Hàn đại ca, ngươi làm sao vậy?" Lục Vũ Tình thấy thế, lại càng hoảng sợ, hỏi vội. Hàn Lập ngừng lại một chút, khoát tay áo, hàm hồ nói, "Không có gì, chợt nhớ tới một ít chuyện." Lục Vũ Tình à một tiếng, bán tín bán nghi nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Ánh mắt Hàn Lập xoay chuyển, nhìn sâu phía trong cùng của cánh đồng đất đỏ, lông mày hơi nhíu lại. "Thực ra vừa rồi hắn cắt ngang câu chuyện không phải do đột nhiên nghĩ đến gì đó mà là do chân ngôn bảo luân trong cơ thể hắn. Chẳng hiểu tại sao, khi nãy chỉ cần hắn nhìn về hướng đó, hào quang của thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân liền lóe sáng, giống như cảm ứng được lực lượng thời gian pháp tắc. Hàn đại ca, thần thức không cách nào dò xét được, kế tiếp chúng ta nên đi đâu? Lục Phú Tình liếc mắt đánh giá khắp nơi rồi hỏi. Hàn lập hơi do dự một chút rồi chỉ vào hướng mà chân ngôn bảo luân cảm ứng lúc trước, bảo trước đi nơi này nhìn xem tốt lục phú tình nhìn hắn một cái gật đầu nói hàn lập vung tay gọi ra thanh diên phi chu gọi lục phú tình lên sau đó hóa thành một đoàn lưu quang phóng vào trong sâu cánh đồng hoang vu màu đỏ đang phi hành trên không tiếng gió rít bên tai bông nhiên tăng mạnh hàn lập hơi do dự nhìn quanh cánh đồng hoang vu dưới mặt đất từ trên cao nhìn xuống có thể thấy địa thế đồng hoang này cũng không thật bằng phẳng ở chính giữa nổi lên một số chỏm núi chỉ có điều chiều cao không thể so với những ngọn núi bình thường khác cùng lắm chỉ giống như cái sườn núi nhỏ mà thôi càng đi vào sâu bên trong địa hình càng trở nên phức tạp ngoại trừ những chỏm núi kia thì cả vùng đất còn xuất hiện những khe rãnh hẹp dài sâu cạn không đồng nhất thoạt nhìn giống như do nước chảy lâu ngày hình thành chỉ có điều chính giữa đã sớm khô cạn không có nước chảy phi hành được khoảng một khắc đồng hồ bỗng nhiên lông mày hàn lập nhíu lại phía cuối tầm mắt xuất hiện một tòa thành đổ nát bằng đất đỏ hắn vội tăng tốc bay tới hướng đó